Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 139. Toàn bộ là chi đạo cảnh. Đừng nói toàn bộ, một cái hắn cũng không chịu nổi. Dương Diệp cười cười. Các ngươi thật để mắt ta. Để mắt ngươi. Tạ Tiên khẽ lắc đầu. Mặc dù Dương Diệp ngươi là thiên túng kỳ tài, nhưng còn không có cường đại đến để cho chúng ta đến giết ngươi. Thánh kiếm, kiếm này trời đưa đất đẩy làm sao mà từ trong tay nhân quân mất đi, rơi vào trong tay của ngươi, đối với các tộc chúng ta mà nói, kiếm này rất trọng yếu, không để có chút sai lầm nào. Thánh kiếm, Dương Diệp cúi đầu nhìn nhìn kiếm trong tay, sau đó cười nói. Từ khi được ngươi, phiền phức của ta không dứt ra. Thánh kiếm kia run nhẹ nhẹ, như trả lời cái gì. Dương Diệp cười nói. Không có trách ngươi, đây là lựa chọn của ta. Tuy ngươi mang đến cho ta vô số phiền toái, nhưng ngươi cũng giúp ta rất nhiều sự tình. Vừa nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tiên. Có chút hiếu kỳ, kiếm này trọng yếu như vậy, sao nhân quân hắn không đích thân đến? Ta trả lời ngươi. Lúc này, nữ tử ma tộc sau lưng Dương Diệp cười nói. Bởi vì nhân quân không dám tự mình đến. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử ma tộc cười nói. Bởi vì nếu hắn ly khai trung thổ thần châu, liền có khả năng bị vu tộc hoặc cường giả tộc khác liên thủ vây giết. Hiện tại, bất kể là tộc nào, đều sẽ không để cho kiếm này rơi vào trong tay nhân tộc. Dương Diệp quay người nhìn về phía nữ tử. Nẫn không quá rõ. Nữ tử ma tộc cười nói. Nhân tộc dã tâm lớn nhất, tuy thực lực của bọn hắn không phải mạnh nhất, nhưng dã tâm lại mạnh nhất. Mà thánh kiếm này, có thể vượt 10.000 giới, có thánh kiếm này, thì có quyền chủ động phát động chiến tranh, cho nên các tộc chúng ta, đều hy vọng quyền chủ động này rơi vào trong tay mình, mà không phải ở trong tay nhân tộc, hiểu chưa? Ma tộc ma quân ngươi dám tới sao? Lúc này Tạ Tiên đột nhiên nói. Hắn dám không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhân quân không đích thân đến, là vì nếu như hắn đích thân đến, như vậy xuất hiện ở chung quanh ngươi không phải những người này, mà là các bá chủ của Đại Thiên Vũ Trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tộc trưởng các tộc không đích thân đến, bởi vì bọn họ động, cả Đại Thiên Vũ Trụ sẽ loạn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Kiếm chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy đều mơ tưởng, thật là không đủ chia a. Tạ Tiên khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Mặc dù hắn khích bác Ly Gián, nhưng cũng không phải không có lý. Chư vị, kiếm này vốn chính là thánh kiếm của nhân tộc ta, lý nên quỷ nhân quân của nhân tộc ta, chư vị tới đoạt kiếm, tựa hồ có chút. Tạ Tiên, ngươi cũng đừng nói nhảm. Lúc này, man tộc nhân bá đột nhiên nói. Thánh kiếm này, đúng là của nhân tộc, nhưng là trước kia, mà bây giờ, nó khả năng là của mọi người. Một câu nói đơn giản, ai có bản lĩnh, kiếm này là của người đó, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Có ai thực lực, kiếm này là của người đó, chư vị, các ngươi đánh trước, sau khi đánh xong, người nào thắng, ta sẽ cho đối phương. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc có chút cổ quái. Lúc này, một tiếng cười duyên vang lên, nữ tử ma tộc kia nhìn Dương Diệp cười nói. Ngươi đánh bản tính thật tốt, để cho chúng ta trước tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá, ý tưởng tuy tốt, nhưng sự thật rất tàn khốc. Bởi vì trước khi chúng ta bắt đầu đoạt kiếm, cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Tạ Tiên đã rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi vốn có thể trở thành trụ cột của nhân tộc ta, nhưng đáng tiếc đắm mình, không chỉ tu luyện công pháp phu tộc, còn dung hợp huyết mạch phu tộc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mọi người bốn phía, sau đó nói. Chư vị, chuyện đoạt kiếm, trước để qua một bên, trước giết người này, chúng ta lại đến luận kiếm quy túc, như thế nào? Không có ý kiến. Nữ tử ma tộc cười nói. Bất quá ai ra tay chứ? Đồng loạt ra tay, như thế nào? Tạ Tiên nói. Trong tràng, mọi người khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có gì nghị. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi có thể lựa chọn tự sát. Lúc này Tạ Tiên đột nhiên nói. Tự sát. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Kỳ thật, ta cũng có người giúp. Thật sao? Tạ Tiên lạnh nhạt nói. Gọi ra xem một chút. Dương Diệp nhìn Tạ Tiên.
Ngươi xác định? Xác định. Tạ Tiên khẽ gật đầu. Ta muốn nhìn một chút, lúc này đây, ai có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi? Dương Diệp cười nói. Các ngươi đã muốn nhìn, vậy ta gọi a. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cọng lông. Ở trong lòng bàn tay Dương Diệp, là một cọng lông màu vàng. Cọng lông này, là lúc ở hạ giới, hầu tử kia cho hắn một cọng lông khí. Nhìn lông khỉ ở trong lòng bàn tay, Dương Diệp nói khẽ. Hầu ca, không phải ta muốn gài ngươi, nhưng thật sự là không còn cách nào a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ một cái. Chíu, u. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, lông khỉ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời, giờ khắc này, tất cả mọi người đề phòng. Kim quang chui vào chân trời, nhưng không có động tĩnh. Một tức trôi qua, hai tức. Mười tức, còn không có động tĩnh. Yết hầu Dương Diệp lăn lăn. Hầu ca, người sẽ không vẫn còn ở hạ giới không có lên chứ? Thực lực của hầu tử mạnh bao nhiêu? Dương Diệp cũng không có khái niệm rõ ràng, nhưng hắn biết, hầu tử kia rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, đối phương cũng là một vị yêu vương, hơn nữa từ trong miệng cùng kỳ, có thể nhìn ra được, còn không phải yêu vương bình thường. Đương nhiên, vấn đề bây giờ không phải là thực lực đối phương, mà là đối phương có tới hay không. Nếu như đối phương không đến, vậy hết thảy đều là mây bay. Rất nhanh, trong chàng đã qua 20 tức, không có cái gì xuất hiện. Trợ thủ của ngươi đâu? Lúc này, Tạ Tiên đột nhiên nói. Đối phương tựa hồ không dám xuất hiện a. Dương Diệp trầm mặc. Được rồi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này Tạ Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi cũng coi như một thiên tài, cho ngươi một cơ hội. Chính ngươi tự mình kết thúc đi. Tự mình kết thúc. Dương Diệp cười nhẹ, hắn nắm chặt kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Tạ Tiên lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi là không muốn cơ hội này. Cũng được, chúng ta sẽ phí chút khí lực. Nói xong, Tạ Tiên liền muốn ra tay. Ngay lúc này, ở chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tựa như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở không trung, đột nhiên xuất hiện một đám mây màu vàng, chỉ nháy mắt, một vệt kim quang lóe lên. Đám người Tạ Tiên có chút ngẩn người, sau một khắc, đám người Tạ Tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này, ở trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hầu tử toàn thân tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nhìn thấy hầu tử này, thần sắc đám người Tạ Tiên vô cùng ngưng trọng. Hầu tử không nhìn đám người Tạ Tiên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp cười nói. Hầu ca, đã lâu không gặp. Hầu tử khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, không tệ. Dương Diệp cười nói. Nhưng vẫn có chút yếu. Cần một quá trình nha. Hầu tử nói. Một quá trình lớn lên, bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào, bọn hắn đều cần một quá trình lớn lên, mà quá trình này cũng là nhân tố chủ yếu để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Hầu ca, không có vấn đề chứ? Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói, lúc này cuồng sư đột nhiên mở to hai mắt, rung giọng nói. Ngươi là... Lúc này hầu tử quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Yêu tộc, thủ hạ của vị yêu vương nào? Cuồng sư nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nói. Kỳ Liên Sơn. Hầu tử nói. Cút về nói cho hắn biết. Sau này đừng tới tìm người này phiền toái, bằng không thì lão tử đạp Kỳ Liên Sơn các ngươi thành bột mịn. Nghe vậy, cuồng sư biến sắc, nhưng không dám nói gì, lập tức ôm quyền, vội vàng xoay người rời đi. Các hạ là yêu tộc yêu vương. Ngay lúc này, trên bầu trời, trung niên thiên tộc kia đột nhiên nói. Các hạ tựa hồ quên, nơi này là thiên tộc. Thiên tộc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, sau một khắc. Cả người hắn xuất hiện ở trước mặt trung niên, một côn nện xuống. Sắc mặt trung niên kia đại biến, hắn không nghĩ tới hầu tử này đột nhiên ra tay, không dám khinh thường, trường thương trong tay vội vàng cản lại. Bành! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trung niên kia bị một côn quét hóa thành hư vô. Trực tiếp hóa thành hư vô. Trong chàng, tất cả mọi người sửng sốt, rất nhanh, thần sắc mọi người trắng bệch. Yêu vương! Giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, đứng ở trước mặt bọn họ là một vị yêu vương đến từ yêu tộc.
Lúc này, hầu tử nhìn về phía Tạ Tiên biến sắc. Các hạ đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hầu tử chỉ Dương Diệp. Các ngươi vây công hắn, chẳng phải cũng lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nói xong, kim bổng trong tay hầu tử biến mất, sau một khắc, kim bổng đã tới trước mặt Tạ Tiên. Sắc mặt Tạ Tiên đại biến, tay phải hắn khẽ vẫy, một quyển trục màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, quyển trục màu đen nổ bể ra, chỉ nháy mắt, từng tầng màn sáng chắn ở trước mặt của hắn. Những màn sáng này trọn vẹn trồng gần 10.000 đạo. Nhưng, những màn sáng kia ầm ầm vỡ vụn, mà bản thân Tạ Tiên cũng bị một côn quét hóa thành một điểm đen biến mất ở phía chân trời. Không có chết. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng bị trọng thương, bởi vì ở vị trí của Tạ Tiên, xuất hiện một vũng máu, hầu tử nhìn thoáng qua không trung, lúc này điểm đen đã biến mất. Chạy thoát. Tay phải hầu tử khẽ vẫy, xa xa kim bổng kia xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cong ngón búng ra. Kim bổng hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, không gian đột nhiên chấn động, rất nhanh, một nam tử cả người mang theo vết máu từ trong đó vọt ra. Người này đúng là Tạ Tiên. Sau khi ra ngoài, Tạ Tiên thở dài một hơi, muốn tiếp tục trốn, nhưng lúc này, một vệt kim quang từ sau đầu hắn xuyên qua. Thân thể Tạ Tiên cương cứng, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn tựa như một làn khói nhẹ biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, bầu không khí trong sân có chút khẩn trương. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hầu tử, bọn hắn không phải là không muốn trốn, mà là không dám. Thực lực của hầu tử này vượt xa bọn hắn, nếu đối phương không nguyện ý thả bọn họ đi, bọn hắn căn bản không đi được. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Cút! Nghe vậy, mọi người như chút bỏ gánh nặng, nhao nhao quay người biến mất ở chân trời. Sau khi tất cả mọi người rời đi, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu ta ra tay giết những người đó, người sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ tự mình ra mặt, mặc dù ta không sợ, nhưng những người kia không phải ngươi bây giờ có khả năng đối kháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, những người này, những tộc kia, ta đã ghi nhớ, ngày sau ta sẽ đi bái phỏng từng cái. Có cửu oán không báo không phải nam nhân. Hầu tử khẽ gật đầu, đang muốn nói. Ngay lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian rung động, rất nhanh, một trắng lão giả mặc áo trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Ánh mắt lão giả áo trắng rơi vào trên người hầu tử. Các hạ không xa vạn dặm đến thiên tộc ta giết người, là đang gây hấn với thiên tộc ta sao? Khiêu khích thiên tộc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo trắng kia. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Nghe vậy. Sắc mặt lão giả áo trắng kia khó coi. Lúc này, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cùng ta ly khai. Đối với Dương Diệp, trong nội tâm hầu tử vẫn vô cùng cảm kích. Ban đầu ở hạ giới, đó là thời điểm hắn khó khăn nhất, lúc ấy nếu như không có Dương Diệp, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng xấu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta muốn gặp thiên quân kia. Gặp thiên quân. Lúc này... Lão giả áo trắng ở chân trời châm chọc nói. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng. Ngay lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng đột nhiên im bặt. Bởi vì một cây côn đã tới trước mặt hắn. Sắc mặt lão giả áo trắng kịch biến. Bành! Dưới một côn, lão giả áo trắng kia bị nện bay ra ngoài, bay gần 10.000 trượng. Vừa dừng lại, trong miệng lão giả áo trắng phun ra một ngụm tinh huyết. Lão giả áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía hầu tử. Tuy cách xa vạn trượng, nhưng lấy thực lực của mọi người, vạn trượng kỳ thật giống như ở trước mặt vậy. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm hầu tử, ngoan thoại gì cũng không dám nói. Hầu tử cũng không có để ý lão giả áo trắng, mà nhìn về phía Dương Diệp. Đi, dẫn ngươi đi gặp thiên quân. Gặp thiên quân. Hầu tử nói xong, trực tiếp bắt lấy bờ vai của Dương Diệp, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Phía chân trời xa xôi, một vệt kim quang lóe lên. Giờ phút này Dương Diệp xem như biết rõ tốc độ kinh khủng của hầu tử, từ Vô Biên Hải đến Vân Tiêu Thành, hầu tử chỉ dùng không đến một khắc. Một khắc, tốc độ này, quăng hắn vạn dặm. Dương Diệp cùng hầu tử vừa tới bên ngoài Vân Tiêu Thành, một nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng hầu tử. Người tới là ai? Nam tử kim giáp quát. Hầu tử nhướng mày, muốn ra côn, nhưng Dương Diệp đột nhiên ngăn cản hắn, sau đó nói.
Hầu ca, trước không vội, chúng ta phải lấy đức phục người. Hầu tử. Dương Diệp nhìn về phía nam tử kim giáp kia, sau đó nói. Kính xin các hạ thông báo một chút, chúng ta cầu kiến thiên quân. Gặp thiên quân. Nam tử kim giáp kia cau mày. Thiên quân là người nào? Há là ngươi nói gặp liền gặp, nơi nào đến, nhanh chóng lăn về chỗ đó, nếu không. Ngay lúc này, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, ta thay đổi chủ ý. Chúng ta không lấy đức phục người, chúng ta vẫn là lấy quyền phục người đi. Hầu tử không nói gì, tay cầm kim bổng quét qua. Cái quét này, nam tử kim giáp bị quét bay ra ngoài. Giờ khắc này, cả Vân Tiêu Thành chấn động. Có người công kích Vân Tiêu Thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử ở bên cạnh, sau đó nói, hầu ca, thiên tộc này giống như rất lợi hại nha. Hầu tử khẽ lắc đầu. Không tính lợi hại, thần tộc cùng tà linh tộc mới lợi hại. Thần tộc, tà linh tộc. Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nhẹ gật đầu. Hai tộc này, cho dù là đạo gia, Phật gia, binh gia, nho gia, cũng không dám khinh thường bọn hắn. Dương Diệp đang muốn hỏi cái gì? Đúng lúc này, ở trên không Vân Tiêu Thành xuất hiện một nam tử hoa bào. Nam tử hoa bào khoảng 30 mấy tuổi, hai tay tả lỏng phía sau, trên người có một loại khí chất nho nhã. Thiên quân. Người trước mắt này, chính là siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy Si Đại Thiên Vũ Trụ, thiên tộc thiên quân. Ánh mắt thiên quân rơi vào trên người hầu tử. Không nghĩ tới, hầu tử ngươi mạng lớn như thế, lại có thể tránh được Phật gia đuổi giết. Hầu tử khẽ lắc đầu. Thiên quân, hôm nay ta tới, không phải là muốn cùng ngươi kéo những nhàn sự kia. Vị tiểu huynh đệ này của ta muốn gặp ngươi, nhưng ánh mắt của những thủ hạ ngươi, mỗi một cái đều mọc trong lỗ mũi, ân, cái kia, đúng, chính là mắt chó nhìn người kém. Thiên quân, tính tình ngạo mạn thối của thiên tộc, là nên sửa đổi một chút, bằng không thì ngày nào đó thiên tộc ngươi sẽ đại họa lâm đầu. Thiên quân lạnh nhạt nói. Này thì không cần ngươi quan tâm, ngươi tự quan tâm chuyện của mình đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh hầu tử. Ta biết ngươi, mục đích ngươi tới thiên tộc ta, là vì tiểu thất cùng tử điêu. Vâng. Dương Diệp nhìn thiên quân, không hề sợ hãi. Thiên quân lắc đầu. Trên người ngươi, thị phi quá nhiều, ta không muốn tiểu thất cùng ngươi có bất kỳ liên quan gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Trả tử nhi cho ta. Tử nhi, hư không điêu kia. Thiên quân nói. Phải. Dương Diệp nói. Thiên quân lắc đầu. Không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại. Vì sao? Linh hồn của tiểu thất vẫn còn ở trong thân thể nàng. Trước khi tiểu thất không có tìm được vật dẫn linh hồn mới, thân thể nàng không có khả năng rời thiên tộc. Thiên quân nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Dùng thực lực của thiên tộc, không cách nào vì nàng tìm một thân thể có thể thừa nhận linh hồn của nàng. Thân thể nàng đặc thù. Thiên quân nói. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này thiên quân đột nhiên nói. Nhân loại, tiểu thất là công chúa của thiên tộc ta, nàng không chỉ thể chất đặc thù, thân phận đặc biệt, trên người còn gánh vác sứ mạng của thiên tộc ta. Ta không hy vọng nàng cùng một nhân loại, đặc biệt là nhân loại trên thân tràn đầy thị phi nhân quả có bất kỳ quan hệ. Dương Diệp nhìn thiên quân, đang muốn nói. Lúc này thiên quân lại nói. Ngươi phải hiểu rõ một chút, trong khoảng thời gian ngươi ở thiên tộc, đến bây giờ còn sống, là bởi vì ta đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng không gặp ngươi, liền không giết ngươi. Nhưng tính nhẫn nại của ta là có hạn, sau ngày hôm nay, ngươi không được ở trên thiên tộc, bằng không thì, ta tất sát ngươi. Không được ở trên thiên tộc. Hai đấm Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, một lát sau, đột nhiên hắn nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thiên quân nói. Dương Diệp cười nói. Ta cười vì sao người của thiên tộc đều cao ngạo như thế? Bởi vì người dẫn đầu bọn hắn chính là loại tính tình này. Thiên quân, giúp ta mang câu nói cho tiểu thất, nói cho nàng biết, chuyện lúc trước, là ta hiểu lầm nàng, Dương Diệp ta xin lỗi. Còn nữa, nói cho nàng biết, ta sẽ lại tới thiên tộc. Thiên tộc không chào đón ngươi. Thiên quân nhìn Dương Diệp. Dáng tươi cười của Dương Diệp dần dần âm lãnh. Chờ lúc ngươi nhìn thấy ta, ta muốn ngươi chính miệng nuốt những lời hôm nay về. Ánh mắt của thiên quân dần dần lạnh như băng. Kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu, hay là nói, ngươi cảm thấy hầu tử này thật có thể ở thiên tộc giữ được mạng của ngươi.
Cổ tay hầu tử khẽ động, kim bổng lập tức rung động. Nhưng lúc này, Dương Diệp lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Vân Tiêu Thành, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên hắn mãnh liệt quát. Thiên tộc, lão tử chắc chắn sẽ tới. Tiếng như sấm sét nổ vang, vang vọng cả Vân Tiêu Thành. Nói xong, Dương Diệp quay người cùng hầu tử biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Thiên Quân gắt gao nhìn Dương Diệp cùng hầu tử biến mất, ở trong mắt hắn là sát ý lạnh lẽo. Phụ thân hài lòng chưa? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sau lưng Thiên Quân truyền đến. Hai mắt Thiên Quân chậm rãi đóng lại. Đã nói với ngươi, trên người người này, thị phi rất nhiều, nếu ngươi và hắn quá thân cận, ngày sau không có kết cục tốt. Nhưng phụ thân không cần phải như thế. Nữ tử nói, năm đó cái tháp kia, ngươi thật không biết ở trong tay ai sao? Thiên Quân đột nhiên hỏi. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta đã từng nói qua, sau khi ta tỉnh lại, nó đã biến mất không thấy gì nữa. Có chuyện gì nào? Thiên Quân khẽ lắc đầu. Không có gì, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nữ tử không có nói gì, quay người rời đi. Sau khi nữ tử rời đi, sau lưng Thiên Quân đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Thiên Quân lạnh nhạt nói. Đi theo, nếu có cơ hội, giết. Không có cơ hội, liền tạo cơ hội. Người muốn giết hắn hẳn không ít. Bóng đen khẽ run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Được hầu tử dẫn dắt, không bao lâu Dương Diệp đã đi ra thiên tộc, tới địa giới của Vu tộc. Không chung, Dương Diệp ôm quyền. Lúc này đây, đa tạ hầu ca rồi. Hầu tử khẽ lắc đầu. Người cũng từng tương trợ ta, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Lúc này đã không có nguy hiểm, chúng ta phân biệt đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang mơ luôn nói, hầu tử lại nói. Ta vốn định dẫn người đi yêu tộc, ở địa bàn của ta, người trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm gì. Nhưng thời gian dài mà xem, người sẽ rất phiền toái. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hầu tử nói. Ta cùng với Phật gia có một đoạn ân oán không nhỏ, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, nếu như ngươi đi cùng ta, chắc chắn bị bọn hắn nhìn chằm chằm, dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn chịu không nổi bọn họ nhằm vào. Phật gia, Dương Diệp cau mày, đây là thế lực gì? Hầu tử nói, một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, tóm lại, ngươi rất nhanh sẽ tiếp xúc tới cấp độ này. Chính mình cẩn thận, có duyên gặp lại. Hầu tử nói xong, người đã biến mất tại chỗ. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người, hắn vung tay phải lên, âm hậu từ trong Hồng Mông Tháp rời ra. Tuy hắn tin tưởng âm hậu, nhưng chuyện của Hồng Mông Tháp, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cái này không chỉ quan hệ đến hắn, còn quan hệ đến đám người Tô Thanh Thi trong Hồng Mông Tháp. Lúc này âm hậu còn đang trong trạng thái hôn mê. Tay phải Dương Diệp đặt ở mi tâm âm hậu. Hồng Mông tử khí theo bàn tay của hắn chậm rãi truyền vào mi tâm âm hậu, qua không sai biệt lắm một khắc, hai mắt âm hậu chậm rãi mở ra. Dương Diệp nói, tiền bối, không có sao chứ. Âm hậu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã cứu ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Âm hậu cau mày nói. Dương Diệp nói, mới rồi có một bằng hữu hỗ trợ, bất quá bây giờ hắn đã ly khai. Âm hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Trên người ngươi, có rất nhiều bí mật. Dương Diệp cười nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Âm hậu nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tình cảnh của ngươi bây giờ rất xấu, các tộc đều mơ tưởng kiếm của ngươi. Nói đến đây, nàng trầm ngâm mấy tức, sau đó nói. Ngươi trước theo ta quay về Vu tộc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Sẽ không liên lụy ngươi chứ? Âm hậu không vui nói. Nói lời gì đó, ngươi là đồ đệ của hắn, vậy thì là đồ đệ của ta. Cường giả tộc khác còn không dám quang minh chính đại đến Vu tộc giết người. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng cần một chỗ đặt chân, sau đó nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Chân cảnh lục đoạn, thật sự lăn lộn không nổi rồi. Phải tăng cảnh giới lên, tăng thực lực lên. Đây là ý tưởng duy nhất trước mắt của hắn. Được âm hậu dẫn dắt, Dương Diệp lần nữa đi tới Cốc Âm Sơn. Bất quá âm hậu không có ở Cốc Âm Sơn, mà tiến về đế đô Vu tộc. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp.
Tiền bối, âm hậu này quan hệ gì với ngươi? Trước mặt Hậu Khanh, Dương Diệp cười đùa nói. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Tiểu tử ngươi có hứng thú lo lắng những thứ này, còn không bằng đi lo lắng tình cảnh trước mắt của mình. Kiếm trên tay ngươi, thật là một tai họa, ngươi phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không thì, ngươi sẽ bị các tộc đuổi giết đến chết. Bị các tộc đuổi giết? Dương Diệp cười khổ, hắn cũng biết vấn đề này, nhìn trước mắt, tình cảnh của hắn bây giờ xác thực vô cùng không tốt. Nhưng hắn có thể làm sao? Giao kiếm ra, vấn đề là, giao kiếm ra, nhân quân cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn a. Đặc biệt là nhân quân cùng Liệp Phu nhất tộc, còn có thiên tộc, bây giờ địch nhân của hắn, lại tăng thêm một thiên tộc. Khắp thế giới đều là địch nhân. Cảm giác của hắn bây giờ chính là, khắp thế giới đều là địch nhân. Hậu Khanh cũng trầm mặc, giao kiếm không chết, Dương Diệp là kiếm tu, giao kiếm, không thể nghi ngờ là hỏng kiếm tâm của hắn. Không giao, những cường giả kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Qua hồi lâu, Hậu Khanh lắc đầu. Tiểu tử ngươi, kiếp trước có phải làm cái tội nghiệt tày trời gì không? Ở hạ giới bị đuổi giết, lên thượng giới vẫn bị đuổi giết. Kiếp trước ngươi nhất định là làm chuyện thất đức, đời này mới có thể thảm như vậy. Dương Diệp. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp không có cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm, mà bắt đầu tu luyện. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, còn lại đều là giả. Chỉ có thực lực, mới có thể sống. Thời gian từng chút trôi qua, sau một ngày. Sáng sớm, Dương Diệp đột nhiên về tới sự thật, hắn nhìn về phía cửa ra vào, lúc này cửa đột nhiên mở ra, âm hậu đi đến. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Âm hậu lắc đầu. Đi, lập tức ly khai vu tộc. Ly khai vu tộc. Dương Diệp cau mày. Vì sao? Âm hậu khẽ lắc đầu. Ngươi hiểu mà. Dương Diệp trầm giọng nói. Vu tộc cũng muốn thánh kiếm này sao? Âm hậu nhẹ gật đầu. Vu tộc có 12 vị vu vương, ngoại trừ 12 vị vu vương, còn có các đại trưởng lão, cùng với thống soái các loại. Những người này, nhất trí cho rằng, trong tay ngươi năm thanh kiếm kia, không thể rơi vào trong tay người của nhân tộc. Đơn giản mà nói, bọn hắn cũng muốn đoạt kiếm. Đoạt kiếm. Vu tộc cũng muốn đoạt kiếm. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này âm hậu nói. Kỳ thật ta hiểu ý tưởng còn có cách làm của bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía âm hậu nói. Nếu như ngươi là người của vu tộc, có lẽ bọn hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi là nhân tộc, trước kia, kiếm ở trong tay nhân quân tỏa trấn trung thổ thần châu, tăng thêm hắn có được thực lực siêu cường, tự nhiên không có người đánh chủ ý. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi rất nhỏ yếu. Đối với vu tộc ta mà nói, đây là một cơ hội trời cho. Nhưng, nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Đi nhanh đi, cách thật xa. Dương Diệp cười nói. Không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy. Không phải là nhiều người muốn, là rất nhiều người. Âm hậu trầm giọng nói. Kiếm này có được khả năng phá giới, đối với các tộc mà nói, là một uy hiếp ẩn tàng. Mà có được nó, thì tương đương với có được quyền chủ động, mà bây giờ, nó rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi, còn không có thực lực để cho các tộc kiêng kỵ. Ngươi có được đồ vật không hợp thực lực của ngươi bây giờ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, âm hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. Đi nhanh đi, cách thật xa. Dương Diệp cười nói. Không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, âm hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. Đi nhanh đi, cách thật xa. Dương Diệp cười nói. Không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy. Không phải là nhiều người muốn, là rất nhiều người. Âm hậu trầm giọng nói. Kiếm này có được khả năng phá giới, đối với các tộc mà nói, là một uy hiếp ẩn tàng. Mà có được nó, thì tương đương với có được quyền chủ động, mà bây giờ, nó rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi, còn không có thực lực để cho các tộc kiêng kỵ. Ngươi có được đồ vật không hợp thực lực của ngươi bây giờ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ.
Tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, Âm Hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. Tiễn đưa Dương Diệp đoạn đường. Tiễn hắn đi nơi nào? Hiện tại không chỉ Vu tộc muốn đoạt kiếm của Dương Diệp, mà các tộc đều muốn đoạt kiếm của Dương Diệp, tiễn hắn đi nơi nào? Dương Diệp giang tay ra. Tại sao ta cảm giác, đại thiên vũ trụ này đã không có đất dung thân của ta a? Qua hồi lâu, Âm Hậu trầm giọng nói. Ngươi có dám đi tử giới hay không? Tử giới? Dương Diệp khó hiểu. Đó là địa phương nào? Âm Hậu trầm giọng nói. Một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Nguy hiểm như thế nào? Âm Hậu trầm giọng nói. Tử giới ở trên một tinh cầu tĩnh mịch, tinh cầu kia, không có linh khí, không chỉ không có linh khí, còn tràn đầy độc chướng cùng với các loại nguy hiểm. Mà người của tử giới, đều không phải người đơn giản. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nói. Người bình thường sẽ đi tử giới sao? Dương Diệp lắc đầu, chỗ đó không có linh khí, không có linh khí, đối với tu luyện giả mà nói, chẳng khác nào người bình thường không có không khí, là khó có thể sống sót. Âm Hậu nói. Đi tử giới, phần lớn đều là lăn lộn ngoài đời không nổi. Người nghe thế, có thể sẽ khinh thường những người này, nhưng ngàn vạn lần không nên khinh thường những người này. Này giống như ngươi, ngươi đi tử giới, nếu có người khinh thường ngươi, nhất định phải trả giá thê thảm. Dương Diệp nói. Tiền bối, ngươi nói những người kia lăn lộn ngoài đời không nổi, đại khái chỉ cái gì? Âm Hậu nói. Chính là đắc tội các đại thế lực, tựa như ngươi, đắc tội các tộc, sau đó ở ngoài đời lăn lộn không nổi, chỉ có thể đi tử giới. Dương Diệp. Âm Hậu lại nói. Có thể bị bước tới tử giới, cái này chứng minh bọn hắn ở trong đại thế giới tuyệt đối không phải người hiền lành. Tại đó, không chỉ có nhân tộc, còn có vu tộc, thiên tộc. Dù sao, chỗ đó vạn tộc cùng tồn tại. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ đó không có linh khí, những người kia sống thế nào? Âm Hậu nói. Này chính là chỗ đáng sợ nhất của nó. Như vậy là sao? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nói. Chỗ đó, pháp tắc sinh tồn tàn khốc hơn đại thế giới này ít nhất gấp 10 lần. Tại đó, không có linh khí. Nhưng không có linh khí không có nghĩa là không thể trở thành cường giả. Có người thông qua các loại phương pháp luyện nhục thân, để cho thân thể mình cường đại đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Còn có thông qua các loại năng lượng thạch tu luyện, hoàn cảnh tu luyện của bọn hắn vô cùng ác liệt, nhưng cường giả có thể ở loại hoàn cảnh ác liệt này đi ra, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại nói. Cường giả trong này hàm lượng so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Ngươi ở bên ngoài, dùng thực lực của ngươi bây giờ, có thể khiêu chiến minh cảnh tứ đoạn, nhưng ở bên trong, chỉ sợ không thể. Trong này, chân chính ngọa hổ tàng long. Dương Diệp nói. Ngươi ở phía ngoài, không dám tiến vào. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý chủ động tiến về chỗ đó. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn nơi đó, thật sự là quá ác liệt. Tăng thêm người ở đó đều không phải người lương thiện, bởi vậy coi như là cường giả như chúng ta đi vào, khả năng đều chết hết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, sở dĩ ta đề nghị ngươi đi chỗ kia, không đơn thuần là để cho ngươi tạm thời tránh né các tộc đuổi giết, còn một nguyên nhân khác, chính là hy vọng ngươi đi chỗ kia rèn luyện mình. Tin tưởng ta, nếu như ngươi có thể nghỉ ngơi 1-2 năm, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ có một lột xác. Dương Diệp cười khổ nói. Tiền bối không sợ ta đi bị người giết chết sao? Âm Hậu vỗ vai Dương Diệp. Ngươi phải tạm thời né tránh tình thế một chút, bằng không thì, coi như ngươi không bị đuổi giết chết, cũng sẽ mệt chết. Ngươi bây giờ, cần thời gian tăng cao, mà tử giới này, chính là cơ hội của ngươi. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Được, ta đi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi, chờ ngày ngươi đi ra. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Lúc này Âm Hậu lại nói. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Diệp đang định gật đầu, đột nhiên hắn cau mày, một lát sau, hắn nhìn về phía Âm Hậu. Cho ta một chút thời gian, được chứ? Âm Hậu khẽ gật đầu. Đừng quá muộn, những lão gia hỏa vu tộc kia khả năng rất nhanh sẽ tìm được ngươi ở chỗ ta. Nói xong, nàng quay người thân hình run lên, biến mất ở trong phòng. Âm Hậu đi rồi,
Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp. Đám người Dương Liêm Sương bế quan đi ra rồi. Chúng ta muốn ly khai, Dương Liêm Sương nói. Ly khai? Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? Dương Liêm Sương cười nhẹ. Tu luyện thất của ngươi mặc dù tốt, nhưng chúng ta không thể một mực ở trong tháp tu luyện. Ta cùng với mấy vị tỷ muội U Minh Điện, chuẩn bị đi Đại Thiên Vũ Trụ nhìn một chút. Nhìn một chút. Dương Diệp suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Cũng được, ở mãi trong tháp, các ngươi đều sẽ lên mốc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Nữ. Các ngươi có muốn đi nơi nào hay không? Minh Nữ trầm giọng nói. Chúng ta muốn đi tìm Thiếu Ti U Điện Chủ. Còn đi tìm nàng. Dương Diệp kinh ngạc nói. Minh Nữ cười cười. Là nàng bảo chúng ta đi vào Đại Thiên Vũ Trụ tìm nàng. Nàng ở đâu? Dương Diệp nói. Minh Nữ nói. Nhân tộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Minh Nữ khẽ gật đầu, sau đó nói. Lúc này đây, chúng ta chuẩn bị mang đại tỷ đi. Thiên Nữ. Dương Diệp nói. Nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Nữ lắc đầu. Chúng ta cũng không phải rất rõ. Lúc này đây, vừa vặn mang nàng đi gặp Thiếu Ti U Điện Chủ, nàng chắc chắn biết tình huống của đại tỷ. Dương Diệp nói. Bất kể như thế nào, các ngươi đều cẩn thận một chút. Ngươi nên lo lắng chính mình đi. Minh Nữ nói. Tình cảnh của ngươi bây giờ so với chúng ta không song hơn nhiều. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì, ngươi biết đấy, mạng ta rất cứng. Minh Nữ khẽ gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, nàng cùng U Minh Điện mang theo Thiên Nữ quay người rời đi. Bảo trọng. Dương Liêm Sương nói xong, cũng quay người rời đi. Trong tràng, chỉ còn lại có đám người Tô Thanh Thi. Ta muốn đi Tiên Vũ Tông. Lúc này, An Nam Tĩnh trầm mặc đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tiên Vũ Tông. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Một trong thập đại động thiên Tiên Vũ Sơn, cũng là tông môn của Vũ Gia Lão Tổ. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, tuy hắn không muốn An Nam Tĩnh ly khai hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu. An Nam Tĩnh thiên phú chắc tuyệt, ở bên cạnh hắn, chỉ biết lãng phí thiên phú. Nàng nên đi truy tầm võ đạo của mình, mà không phải ở bên cạnh hắn. Sau khi đi tử giới, cẩn thận chút. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp cười nói. Yên tâm đi, đời ta, rất ít ăn thua thiệt. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người biến mất ở trong phòng. Trong tràng, Dương Diệp hít sâu một hơi. Thiên hạ không có yến hội không tàn a. Còn có thời điểm gặp lại. Tô Thanh Thi đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ. Dương Diệp cười nói. Các ngươi thì sao, các ngươi chắc chắn sẽ không đi địa phương khác a. Tô Thanh Thi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Dương Diệp, hết thảy đều không cần nói. Cùng đám người Tô Thanh Thi nói chuyện một chút, Dương Diệp rời khỏi phòng. Lúc này Âm Hậu đã đợi chờ ở ngoài cửa. Vừa rồi những người kia. Âm Hậu đột nhiên hỏi. Bằng hữu của ta. Dương Diệp nói. Hiện tại, các nàng ly khai vô tộc, hẳn không có vấn đề chứ. Âm Hậu khẽ gật đầu. Ta đã an bài tốt, chỉ cần các nàng không chủ động tìm việc, các nàng sẽ bình yên ly khai vô tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Âm Hậu không có nói chuyện, vung tay phải lên, cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Một khắc sau, trong đám mây, Âm Hậu đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Âm Hậu. Làm sao vậy? Âm Hậu sầm mặt lại. Bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, ở bốn phía bọn họ, không gian đột nhiên run lên, chỉ nháy mắt, ba lão giả cùng một trung niên xuất hiện. Cường giả vô tộc. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ánh mắt Âm Hậu rơi vào trên người lão giả kia. Vũ Cao, người có ý gì? Lão giả tên là Vũ Cao ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Âm Hậu, người nên biết. Nếu kiếm này rơi vào trong tay nhân quân, đối với vu tộc ta sẽ bất lợi bực nào, Âm Hậu cười nhẹ. Vũ Cao, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Người này có ân với ta, cũng là ta dẫn hắn đến vu tộc, cho nên ta sẽ không để cho hắn ở vu tộc gặp chuyện không may, minh bạch chưa? Vũ Cao trầm giọng nói. Âm Hậu, người vì một nhân tộc mà không để ý an nguy của vu tộc. An nguy của vu tộc. Âm Hậu cười nhạo nói. Ngươi là nói chuyện cười với ta sao? Một thanh kiếm liền quan hệ đến an nguy của vu tộc ta. Nếu như vậy,
phụ tộc ta cũng không khỏi quá kém đi. Nói đến đây, Âm Hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người. Ta để lời nói ở đây, hôm nay, nếu các ngươi cưỡng đoạt kiếm của hắn, Âm Hậu ta liền cùng bọn ngươi không chết không thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Vũ Cao vô cùng khó coi. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Âm Hậu, vì một nhân loại, ngươi muốn đối địch chúng ta. Âm Hậu quay đầu nhìn về phía lão giả nói chuyện kia. Hắn là ta đưa đến vu tộc, ta có trách nhiệm mang hắn an toàn ra ngoài. Hôm nay, các ngươi liên thủ, ta khẳng định không cách nào ngăn cản. Nhưng tin tưởng ta, trong cuộc sống tương lai, Âm Hậu ta việc cần phải làm duy nhất, chính là điên cuồng trả thù các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đúng là điên. Một bên, Vũ Cao trầm giọng nói. Âm Hậu, kiếm này rơi vào trong tay vu tộc ta, đây không chỉ suy yếu thực lực của nhân quân, càng làm cho vu tộc ta có quyền chủ động. Đây đối với vu tộc ta, là thiên đại hảo sự, mà ngươi bây giờ, lại muốn hành động theo cảm tình, ngươi. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên nói. Trước bắt người này lại nói. Nói xong liền muốn động thủ. Dừng tay. Ngay thời điểm trung niên muốn động thủ, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỗ đó xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này, Dương Diệp nhận thức, đúng là Lê Giang. Nhìn thấy Lê Giang, đám người Vũ Cao nhíu mày. Một hoàng tử nho nhỏ, đối với bọn hắn mà nói, phân lượng thật sự là có chút chưa đủ nhìn. Lê Giang nhìn thoáng qua đám người Vũ Cao, hắn nắm tay, sau đó nói. Chư vị tiền bối, phụ hoàng có lệnh, không được ngăn cản người này. Vừa nói, cổ tay hắn khẽ động, một lệnh bài ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trong tay hắn. Phụ hoàng lệnh, đám người Vũ Cao nhíu mày. Một lão giả đột nhiên hỏi. Vì sao Vu Hoàng cải biến mệnh lệnh? Lê Giang khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng Phụ Hoàng nói, hắn tự có sắp xếp. Hơn nữa lệnh chư vị lập tức trở về gặp hắn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ân, còn có Âm Hậu đại nhân, người cũng phải trở về. Chuyện quan trọng cần thương lượng. Đám người Vũ Cao nhìn nhau, có chút đoán không ra. Bên cạnh Dương Diệp, Âm Hậu đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một đạo bạch quang chui vào mi tâm Dương Diệp. Này là con đường đi tử giới, ngươi một mình đi, hết thảy cẩn thận. Hiện tại, lập tức ly khai. Dương Diệp nhìn Âm Hậu ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi, lúc này Lê Giang đột nhiên nói. Dương huynh, bảo trọng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Lê Giang, khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn. Dưới chân lóe lên kiếm quang, trực tiếp biến mất ở chân trời. Vu Hoàng cung. Trong điện, ngồi ở chủ vị là một trung niên mặc trường bào màu vàng, này chính là Vu Hoàng của Vu tộc. Phía dưới là Âm Hậu cùng đám người Vũ Cao. Mà giờ khắc này, Lê Giang đang quỳ trong điện. Thần sắc đám người Vũ Cao có chút âm trầm. Phía trên, Vu Hoàng đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lê Giang. Ta cho ngươi lệnh bài, là lệnh ngươi đi nói cho Âm Hậu biết. Để cho nàng lấy đại cục vu tộc làm trọng, phải lưu lại thánh kiếm, mà ngươi là làm thế nào? Lê Giang quỳ trên mặt đất, không nói. Biết sai chưa? Vu Hoàng nói. Lê Giang lắc đầu. Lý do? Vu Hoàng nói. Lê Giang ngẩng đầu nhìn Vu Hoàng. Phụ Hoàng, ở thiên tộc, nếu không phải Dương Diệp, ta đã trở thành tội nhân của vu tộc, khi đó ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Có thể nói, Dương Diệp hắn với ta mà nói. Có ân cứu mạng. Phụ hoàng vẫn dậy, chúng ta có ân báo ân, không phải sao? Hồ đồ. Ngay lúc này, Vũ Cao cả giận nói. Báo ân cũng phải xem tình huống, ân oán cá nhân của ngươi, sao có thể đánh đồng với an nguy của vu tộc? Lê Giang nhìn về phía Vũ Cao. Vũ Cao đại nhân, Dương Diệp kia tạo thành uy hiếp với vu tộc ta sao? Vũ Cao nghẹn lời. Nhưng lúc này, một lão giả đột nhiên nói. Mặc dù hắn không có ác ý với vu tộc ta, nhưng hắn là nhân loại. Vậy vì sao trên người hắn có huyết mạch vu tộc, còn tu luyện công pháp vu tộc? Lê Giang nói. Lão giả kia cau mày. Sao lại nói chuyện vô lễ như thế? Lúc này, Vu Hoàng đột nhiên nổi giận nói. Lê Giang khẽ gật đầu, trầm mặc. Lúc này Âm Hậu đứng ra. Chư vị chỉ thấy được lợi ích trước mắt, thế nhưng không nhìn thấy nguy hiểm ẩn tàng bên trong. Ta lại hỏi chư vị, Dương Diệp người này như thế nào? Dương Diệp. Trong tràng,
tất cả mọi người nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu tiếp tục nói. Hắn dùng thực lực chân cảnh lục đoạn, đã có thể chém giết minh cảnh tam đoạn, thậm chí cường giả tứ đoạn. Thiên phú của người nọ, kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ Âm Hậu cho rằng một mình hắn có thể uy hiếp được phu tộc ta? Một bên, Phú Cao lạnh nhạt nói. Hiện tại tự nhiên là không thể, Âm Hậu nói. Nhưng chư vị, sau này thì sao? Nếu người này không chết non, tương lai nhất định là một siêu cấp cường giả. Ta cảm thấy, vẫn là thanh kiếm kia uy hiếp lớn hơn. Phú Cao nhìn về phía Vu Hoàng. Lúc này, nếu chúng ta vận dụng lực lượng của thần thú, nhất định có thể ngăn lại người này, hiện tại còn có cơ hội. Vu Hoàng trầm mặc. Mặc một bên, thân sắc của Âm Hậu trầm xuống. Người này thân có đại nhân quả, phu tộc ta không giao hảo với hắn, nhưng không cho phép đối địch. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vừa vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người trong điện chấn động. Thoáng qua, mọi người trong điện xoay người gật đầu. Tuân lệnh. Ở nhân giới, Nam Lân Châu, một thôn trang nhỏ, thôn trang cũ nát, cực kỳ bình thường. Ngày hôm nay, một trung niên đeo trường thương đột nhiên đi tới thôn trang. Trung niên đi tới trước một gian phòng ốc cũ nát, lúc này một lão giả đi ra. Chủ nhân ở nơi nào? Trung niên hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu. Không biết. Trung niên cau mày. Lão giả nói. Ta chỉ biết, nàng đi theo một nhân loại trẻ tuổi. Về phần tại sao, ta không dám hỏi. Nhân loại. Trung niên nhíu mày. Trí nhớ của chủ nhân khôi phục bao nhiêu rồi? Trung niên lại hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu. Không đến hai thành, hiện tại có lẽ càng nhiều hơn. Nhân loại kia lai lịch ra sao? Trung niên lại hỏi. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hiên viên kiếm ở trong tay hắn. Nghe vậy, trong mắt trung niên hiện lên vẻ kiêng kỵ. Kiếm này không phải ở trong tay nhân quân sao? Lão giả khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá kiếm linh của kiếm này, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Nói đến đây, lão giả hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Năm đó, Thích Thiên Đại Nhân dùng hy sinh mình làm đại giới, trọng thương kiếm này, làm cho bách tộc không thể không rút đi, mà bây giờ, kiếm linh của kiếm này đã muốn thức tỉnh. Nói đến đây, trong mắt lão giả cùng trung niên đều nổi lên lo lắng không che giấu chút nào. Ngay lúc này, một nữ tử váy trắng đột nhiên từ xa xa chậm rãi đi tới. Nữ tử xem ra có chút nhu nhược. Trung niên cùng lão giả nhìn về phía nữ tử váy trắng, thời gian dần trôi qua, trung niên kia cau mày. Các hạ là, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử hơi động, trong chốc lát, ở dưới chân ba người đột nhiên xuất hiện một mảnh ngôi sao. Giờ phút này, ba người tựa như đặt mình trong tinh không. Mà ở dưới chân ba người, tựa như một tinh thần kỳ bàn thật lớn. Mà những ngôi sao kia chính là quân cờ. Trung niên rung giọng nói. Dùng thiên địa làm bàn cờ, dùng sao làm cờ, đấu chuyển ngân hà. Ngươi là quân sư. Hai mắt nữ tử váy trắng chậm rãi nhắm lại. Luân hồi vô số kiếp, lúc này đây, rốt cuộc một lần cuối cùng. Nhân tộc, phụ tộc, ma tộc, yêu tộc, thiên tộc. Nợ máu nên trả lại rồi. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tử giới. Lần này mục đích của hắn, chính là đi tử giới. Tiểu tử, đừng ghi hận phụ tộc. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ghi hận phu tộc. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối nói đùa, coi như ta hận, cũng không thể làm gì phu tộc nha. Hậu Khanh nói. Kỳ thật, nếu như là ta cũng sẽ làm giống như bọn hắn. Kiếm này, rơi vào tộc khác có thể, nhưng quyết không thể ở trong tay nhân tộc. Dương Diệp cười cười. Kiếm này, thật là một siêu cấp đại phiền toái. Nhưng cũng là một đại cơ huyên. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, kiếm này không phải phàm vật, ngày sau đối với ngươi nhất định là có trợ giúp lớn đấy. Hy vọng như vậy. Dương Diệp cười khổ nói. Tuy kiếm này giúp hắn rất nhiều, nhưng kiếm này cho hắn phiền toái cũng nhiều vô cùng. Vừa mới đến đại thiên vũ trụ, hiện tại hắn đã là đối tượng các tộc đuổi giết. Hắn có chút phục năng lực kéo cừu hận của mình. Ngự kiếm đi nhanh không sai biệt lắm một ngày. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, là một không gian hắc động đen nhánh. Xuyên qua hắc động này, chính là tử giới rồi. Tại chỗ, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Nhân tộc, thiên tộc, ma tộc, linh tộc,
chờ cho lão tử, chờ lão tử trở về, lại tìm các ngươi tính sổ. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong hắc động. Tiến vào hắc động, Dương Diệp lập tức cảm thấy lực hút kinh khủng. Lực hút này làm cho toàn thân hắn kéo căng, tựa như bị mấy vạn con ngựa điên cuồng lôi kéo. Dương Diệp vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, theo hồng mông tử khí chữa trị, loại cảm giác này dần dần giảm xuống. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác thân thể của mình dần dần bình tĩnh lại, cảm giác hôn mê trong đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Lại tới dê béo rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tại Dương Diệp. Dương Diệp dùng sức lắc đầu, sau đó chậm rãi mở mắt, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Bầu trời xám xịt, mùi khó ngửi, linh khí mỏng manh cơ hồ không có, tử giới. Dương Diệp biết, cái này là tử giới trong truyền thuyết rồi. Không phải kém bình thường a. Đây là ý niệm trong đầu Dương Diệp thời khắc này. Cái địa phương quỷ quái này, linh khí thưa thớt như thế, có thể nói, này căn bản không thích hợp tu luyện. Mới tới. Ngay lúc này, một giọng nói kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Dương Diệp quay đầu nhìn, ở bên phải hắn không xa, đứng một đám người, nữ có nam có, ước chừng 30 người. Cầm đầu là một thanh niên tay cụt, trong miệng thanh niên ngậm một cây cỏ dại không biết tên, trên mặt mang nụ cười tà bất cần đời. Lời mới vừa nói, chính là thanh niên này. Cảnh giới của thanh niên cũng không cao, chỉ có minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp quan sát đám người thanh niên một chút, sau đó nói. Có việc. Khóe miệng thanh niên hơi cuộn lên, miệng phun cỏ dại ra. Vấn đề này hỏi thật hay, người đã hỏi, ta liền nói thẳng. Chúng ta thiếu tiên tinh thạch, muốn tìm huynh đệ mượn một chút. Huynh đệ vừa từ bên ngoài đến, cái đồ chơi này, hẳn là có không ít, đúng không? Ăn cướp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các ngươi đây là ăn cướp. Huynh đệ nói gì vậy? Thanh niên kia không vui nói. Đàm Khôn ta là loại người đó sao? Chúng ta chỉ là tìm huynh đệ mượn chút tiên tinh thạch, sau này chờ chúng ta thong thả sẽ trả, ân, sẽ trả. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, tiên tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, khoảng chừng 10 viên. Thời điểm nhìn thấy một màn này, nơi xa con mắt đám người Đàm Khôn lập tức sáng lên, trong mắt không che giấu tham lam cùng nóng như lửa. Ở chỗ này, không có linh khí, bởi vậy loại tiên tinh thạch này cực kỳ trân quý. Có thể nói, ở chỗ này, mạng cũng không đáng giá bằng tiên tinh thạch. Dương Diệp dương lên tiên tinh thạch trong tay. Tự mình tới cầm. Xa xa, hai mắt Đàm Khôn hơi híp lại, trong mắt tham lam bớt đi, hơi có chút ngưng trọng. Người dám đến tử giới, lại có mấy cái là mặt hàng đơn giản. Tuy như thế, nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Chân phải Đàm Khôn đạp mạnh mặt đất, cái đạp này, cả vùng run lên kịch liệt. Mà bản thân hắn thì mượn nhờ đại địa truyền tới lực đạo lao về phía Dương Diệp. Khi đi tới trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm ba trượng, hắn mãnh liệt oanh ra một quyền. Quyền ra, không khí bị xé nứt, không gian bị chấn rung động kịch liệt, phảng phất như muốn nghiền nát. Dương Diệp đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, thời điểm quả đấm của Đàm Khôn đi vào trước mặt hắn, tay phải hắn đột nhiên nắm thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Hai nắm đấm ở trên không trung tiếp xúc. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của hai người cuồn cuộn quét ra, hai người đồng thời bị cỗ lực lượng này chấn liên tục lùi lại. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, mà Đàm Khôn vẫn còn lùi. Lùi không sai biệt lắm chừng 300 trượng, Đàm Khôn ngừng lại, hắn nhìn quả đấm của mình, giờ phút này, quả đấm của hắn đã biến hình, đặc biệt là cánh tay, đã hoàn toàn vặn vẹo. Đàm Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới lúc này đây đến một thể tu. Dương Diệp dương lên tiên tinh thạch trong tay. Còn cần không? Đàm Khôn nhếch miệng cười cười. Đương nhiên muốn. Nói xong, tay trái của hắn tìm tòi về phía trước, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao. Sau một khắc, cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, trường đao trong tay bổ một phát. Đao rơi xuống, những nơi đi qua, không gian bị xé mở. Dương Diệp không dùng đến kiếm, lại đấm ra một quyền. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, trên nắm tay có một vết máu đỏ sẫm. Đao của đối phương, có thể phá nhục thể của hắn. Như âm hậu nói, cường giả nơi này hàm lượng xác thực cao hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, ở trước mặt Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh,
cùng lúc đó, một thanh trường đao đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Mũi đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tay phải Dương Diệp có chút xoay tròn, trong chốc lát, chung quanh bàn tay phải xuất hiện một long chảo hư ảo, sau một khắc, Dương Diệp tìm tòi, trực tiếp nắm chuôi đao. Trường đao bị Dương Diệp cầm chặt, sắc mặt Đàm Khôn kia lập tức biến đổi, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên truyền tới trong tay hắn, chỉ nháy mắt, trường đao trong tay hắn bị Dương Diệp cưỡng ép đoạt đi, sau một khắc, Dương Diệp trở tay một đao chém xuống. Bành! Một nhân ảnh bay đến hơn mấy ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này, đúng là Đàm Khôn kia. Sau khi hóa long chảo, Dương Diệp mượn nhờ lực lượng của Thiên Long, lực lượng của hắn lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cái này là uy lực của hóa rồng. Cách đó không xa, khóe miệng Đàm Khôn dần dần tràn ra một ngụm máu tươi, ở trước ngực của hắn, có một vết đao sâu hóm, vết đao sâu đậm, giống như mở ngực bể bụng. Đàm Khôn lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lợi hại! Dương Diệp không có để ý Đàm Khôn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, hắn ở trong một đài tròn, chân trời sau lưng hắn là một hắc động đen nhánh, bất quá cái hắc động này bị một trận pháp thần bí bao phủ, bởi vậy hấp lực của hắc động kia không có tiết đến thế giới này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Đàm Khôn, hắn cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Đàm Khôn. Đàm Khôn nao nao, không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta muốn biết chuyện của tử giới, Đàm Khôn khẽ lắc đầu. Ta biết cũng không nhiều. Ngươi cũng vừa tới. Dương Diệp nói. Đàm Khôn lắc đầu. Đã đến hơn 10 năm, sở dĩ biết không nhiều, là vì ở địa phương quỷ quái này, không thể chạy loạn. Không thể chạy loạn. Dương Diệp nhíu mày, khó hiểu. Đàm Khôn gật đầu. Trong phạm vi 10 vạn dặm có 3 thế lực, theo thứ tự là Ác Lang Đoàn, Ma Nhân Quật, Thiên Cư Thành. Mà thế giới ngoài 10 vạn dặm, ta không biết. Không có đi ra xem một chút. Dương Diệp hỏi. Đàm Khôn lắc đầu. Không biết, dù sao cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với những sơn mạch kia. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Các ngươi thuộc về thế lực nào? Nghe vậy, thần sắc của Đàm Khôn có chút lúng túng. Một lát sau, Đàm Khôn nói. Chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, ta... Được rồi, người ta căn bản chướng mắt chúng ta. Chướng mắt. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Đàm Khôn, những người này, thấp nhất cũng là minh cảnh, thế lực này rõ ràng chướng mắt. Đàm Khôn cười khổ nói. Ba thế lực kia đều nắm giữ một linh mạch, bọn hắn nhận người, chỉ tuyển nhận loại cực kỳ cường đại hoặc có tiềm lực, dù sao linh khí có hạn, không thể lãng phí ở trên người kẻ bình thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng ngươi... Muốn gia nhập bọn hắn, hẳn không có vấn đề. Ta đề nghị ngươi đi Thiên Cư Thành, bởi vì lão đại nơi đó là nhân tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Đàm Khôn. Vì sao các ngươi không ly khai? Ly khai? Đàm Khôn cười khổ nói. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Vừa nói, hắn chỉ vào hắc động thật lớn ở phía sau Dương Diệp. Chứng kiến trận pháp ở bốn phía hắc động kia không? Trận pháp kia, vây khốn hắc động. Nhưng cũng khốn trụ hy vọng chúng ta đi ra. Trận pháp này, là do một ít siêu cấp cường giả vì bảo hộ thế giới này không bị hắc động thôn phệ mà liên thủ bố trí. Bọn hắn cũng sợ có người cố ý đi phá hư trận pháp, cho nên tăng cường trận pháp. Hơn nữa bất kỳ người nào tới gần trận pháp kia trong vòng trăm trượng, trận pháp sẽ tự động mở, hơn nữa chủ động công kích. Rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Đàm Khôn nhẹ gật đầu. Vô cùng mạnh, đã từng có chi đạo cảnh xông vào trận này. Trực tiếp bị giết chết. Trực tiếp bị giết chết. Dương Diệp cau mày, chi đạo cảnh. Âm hậu chính là chi đạo cảnh, có thể nháy mắt giết âm hậu, đây là kinh khủng cỡ nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trận pháp kia, đây là một trận pháp, thánh kiếm hẳn có thể phá hỏng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải gánh vác được đại trận công kích. Bằng không thì, coi như hắn phá vỡ trận pháp, chính hắn cũng có thể sẽ bị đại trận đánh chết. Nếu muốn sớm ra đi, hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Đàm Khôn, sau đó nói. Thiên Cư Thành đi như thế nào? Đàm Khôn chỉ bên phải. Từ nơi này đi, đi thẳng, người rất nhanh sẽ chứng kiến Thiên Cư Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, đúng lúc này, một âm thanh the thé chói tai vang lên. Nghe được thanh âm này,
đám người Đàm Khôn sắc mặt đại biến. Là ma nhân, đi mau. Nói xong, hắn cùng mọi người ở sau lưng thân hình run lên, kích bắn về phía xa xa. Ma nhân. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, xuất hiện tầm 10 người thân hình cao lớn, những người này có chút không giống nhân loại bình thường, dáng người cao hơn người bình thường, hơn nữa làn da có chút ngăm đen. Đây không phải trọng điểm là, trong tay mấy người này, đều cầm theo một nhân loại. Sau đó những ma nhân kia vừa đi vừa gặm người trong tay. Ăn thịt người. Ăn thịt người. Tuy Dương Diệp hắn giết người như ngoé, nhưng cũng không ăn qua thịt người a. Chợt thấy một màn như vậy, mặc dù không có bị hù dọa, nhưng cũng bị dọa mật sắp tràn ra. Lúc này đám ma nhân đang lướt về phía hắn. Dương Diệp phát hiện, những ma nhân này, mỗi một bước rơi trên mặt đất sẽ rung động một cái, đủ thấy lực lượng khủng bố đến mức. Nào, ma nhân không nhiều lắm, chỉ có 10 con, nhưng Dương Diệp biết, hắn phải đường chạy. Những ma nhân này thấp nhất đều là minh cảnh, trong đó có hai cái minh cảnh tam đoạn. Nếu như là đơn đấu, hắn còn muốn thử một chút, nhưng người ta sẽ đơn đấu với hắn sao? Trốn, nó trốn liền trốn. Dương Diệp quay người nhanh như chớp, trực tiếp biến mất ở xa xa. Những ma nhân kia ngây cả người, nhưng rất nhanh, những ma nhân kia cũng biến mờ lất ngay tại chỗ, toàn bộ đuổi về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy những ma nhân kia đuổi theo mình, mí mắt Dương Diệp co giật, bọn người kia, vì cái gì đuổi theo hắn? C. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, nhưng những ma nhân kia theo đuổi không bỏ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp vẫn chạy như điên, mà những ma nhân kia vẫn không có buông tha, còn đang truy đuổi hắn. Lúc này đây, Dương Diệp nổi giận. Khi đi tới một khu rừng rậm, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, chỉ cần đi vào rừng rậm, hắn có thể lợi dụng kiếm vực che giấu. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, một mũi tên không có dấu hiệu nào bắn tới bộ ngực hắn. Bành! Mũi tên này, trực tiếp bức hắn dừng lại. Mà những ma nhân sau lưng hắn, giờ phút này cũng đều ngừng lại, bất quá bọn hắn không có ra tay, mà nhìn khu rừng rậm kia, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở bộ ngực hắn, cắm một mũi tên đen nhánh. Tay phải Dương Diệp cầm mũi tên, sau đó mãnh liệt rút ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, sau một khắc, hắn cầm chặt mũi tên ném về phía rừng rậm. Xuy! Mũi tên phá trời cao. Nhưng thời điểm mũi tên kia tiến vào rừng rậm, lại không có một chút động tĩnh. Dương Diệp bước ra một bước, nhưng lúc này, một mũi tên không có dấu hiệu nào rơi vào dưới chân của hắn. Không có dấu hiệu nào. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể cảm giác được một chút chấn động, hơn nữa còn là hậu chi hậu giác. Lui ra phía sau, bằng không giết chết bất luận tội. Lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một giọng nói. Lùi lại. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua những ma nhân kia, làm sao lùi lại. Bọn người kia rõ ràng cho thấy không từ bỏ ý đồ với hắn a. Trước không thể vào, sau không thể lui. Ngay lúc này, trong đám ma nhân kia, một ma nhân đột nhiên đi ra, sau đó đi về phía Dương Diệp. Ở trong tay ma nhân còn cầm một đầu lâu máu rầm rề, bất quá. Lúc này đầu lâu đã bị gặm không còn hình người. Dương Diệp nhìn thoáng qua ma nhân, cảnh giới của đối phương là minh cảnh nhị đoạn. Ma nhân kia đi về phía Dương Diệp, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, dường như thấy được một bàn bữa ăn ngon. Dương Diệp nói, ngươi là muốn cùng ta đơn đấu. Ma nhân kia cũng không nói gì, chân phải hắn đạp mạnh, sau đó cả người như núi lớn đụng tới. Ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh. Tay phải hắn chậm rãi triển khai, rất nhanh, một long chảo xuất hiện ở bốn phía bàn tay, sau một khắc, Dương Diệp vỗ một phát. Ma nhân vừa xông tới trước mặt Dương Diệp bị một chưởng này vỗ bay đến hơn mấy ngàn trượng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ma nhân này, toàn thân rạn nứt, như đồ sứ lọt vào trọng kích, mặc dù không có triệt để nghiền nát, nhưng trải rộng vết rách. Tất cả ma nhân ngây ngẩn cả người. Ngay lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua đám ma nhân kia, giận dữ hét. Còn có ai? Quần ẩu, hắn đánh không lại, nhưng đơn đấu hắn sợ qua ai? Trong đám ma nhân kia, một ma nhân đột nhiên đi ra, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nó, hắn dùng móng vuốt hóa rồng chỉ vào ma nhân này. Lão tử một chưởng đập chết ngươi. Vừa nói liền muốn ra tay, nhưng lúc này, ma nhân kia đột nhiên vung tay phải lên,
trong nháy mắt, những ma nhân sau lưng kia cùng hắn lao về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Dương Diệp cương cứng. Thoáng qua, hắn quay người chạy tới khu rừng rậm. Chíu, Ngay lúc này, một mũi tên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này đây, mũi tên này đâm thẳng mi tâm của hắn. Nếu như nói hai lần trước là cảnh cáo, như vậy lần này thì là muốn mạng của hắn. Cũng may lúc này đây, Dương Diệp sớm có phòng bị, thời điểm mũi tên kia cách mi tâm hắn vài tấc, tay phải của hắn đã cầm mũi tên kia, sau đó hắn mãnh liệt ném về phía rừng rậm. Lúc này đây, hắn dùng toàn lực. Những nơi mũi tên đi qua, không chỉ không gian bị xé mở, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại càng làm cho cây cối bốn phía nát bấy. Một con đường thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thông qua con đường này, Dương Diệp ở cuối đường thấy được một nam tử đeo trường cung. Hai mắt tương đối, nam tử kia lần nữa dựng cung, sau một khắc, một mũi tên đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay vỗ ra một chưởng. Ầm, mũi tên kia bị vỗ nát bấy. Nhưng lại một mũi tên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đằng sau còn. Có ba mũi tên. Ba mũi tên trước sau như một. Dương Diệp vẫn vỗ ra một chưởng. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị buộc ngừng ngay tại chỗ, nhưng sau một khắc, cả người hắn lại mãnh liệt bắn ra. Lúc này đây, hắn cách nam tử chỉ không đến mấy trăm trượng, lúc này, nam tử lần nữa kéo ra trường cung. Nhưng khóe miệng Dương Diệp nổi lên cười lạnh, chỉ nháy mắt, cả người hắn xuất hiện ở trước mặt nam tử cầm cung, một trường rơi xuống. Lúc này, một khiên tròn màu vàng xuất hiện ở trước mặt nam tử cầm cung. Bành! Một trường rơi xuống, khiên tròn màu vàng run lên kịch liệt, sau đó cùng nam tử cầm cung phía sau bị Dương Diệp chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng thời điểm nam tử cầm cung bị đánh bay, ngón tay gảy liên tục, mấy chục mũi tên giống như mưa to bao phủ Dương Diệp. Ầm! Lúc này, những mũi tên kia bị một cỗ lực lượng chấn thành bột mịn. Thoáng qua, một nhân ảnh bắn mạnh về phía nam tử cầm cung. Đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp. Xa xa, nam tử cầm cung cau mày, chỉ nháy mắt, kéo cung, tiễn ra. Chíu, một vệt kim quang lóe lên. Nhưng đạo kim quang kia còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, liền bị Dương Diệp đánh thành hư vô. Nhưng nam tử cầm cung đã ra ngoài ngàn trượng, ngay sau đó, lại một mũi tên kích xạ về phía Dương Diệp. Nếu như ở bên cạnh nhìn sẽ phát hiện, ở đằng sau mũi tên này, còn có 10 mũi tên. 10 mũi tên trước sau như một. Tay phải Dương Diệp nắm chắc thành quyền, oanh một cái. Rầm 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 rầm. Những mũi tên kia bị nắm đấm của Dương Diệp đánh thành bột mịn, nhưng Dương Diệp cũng bị những mũi tên kia ẩn chứa lực lượng chấn lui về sau mấy trăm trượng. Lúc này, những ma nhân kia đã đuổi theo hắn, toàn bộ ngăn ở trước mặt. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nam tử cầm cung, ở phía sau nam tử ngoài ngàn trượng, có một cái thành nhỏ. Mà trên thành đứng rất nhiều người, lúc này ánh mắt những người kia đều tập trung tới bên này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía ma nhân cách đó không xa, ma nhân trước mắt này hình thể lớn hơn một chút, hiển nhiên là dẫn đầu. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó nói. Rầm 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 rầm. Những mũi tên kia bị nắm đấm của Dương Diệp đánh thành bột mịn, nhưng Dương Diệp cũng bị những mũi tên kia ẩn chứa lực lượng chấn lui về sau mấy trăm trượng. Lúc này, những ma nhân kia đã đuổi theo hắn, toàn bộ ngăn ở trước mặt. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua nam tử cầm cung, ở phía sau nam tử ngoài ngàn trượng, có một cái thành nhỏ. Mà trên thành đứng rất nhiều người, lúc này ánh mắt những người kia đều tập trung tới bên này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía ma nhân cách đó không xa, ma nhân trước mắt này hình thể lớn hơn một chút, hiển nhiên là dẫn đầu. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó n. Các ngươi là muốn đơn đấu, hay vẫn là đơn đấu? Ma nhân cầm đầu khẽ lắc đầu. Chúng ta không đơn đấu, chúng ta quần ẩu. Nói xong, thân hình run lên, bay thẳng đến Dương Diệp, mà những người sau lưng hắn cũng đồng loạt ra tay. Quần ẩu. Sắc mặt Dương Diệp vô cùng khó coi, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn dữ tợn lên. Tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực, sau đó mãnh liệt kéo một phát. Xuy. Quần áo trên người vỡ vụn ra, chỉ nháy mắt, trên người Dương Diệp xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng. Đây coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn. Hắn không nghĩ tới,
ở bên ngoài hắn còn không dùng qua, vừa tới nơi này, đã bị bước ra một át chủ bài. Bất quá không có cách nào, hiện tại không dùng, kim thân pháp tướng này cũng chỉ có thể theo hắn xuống đất. Sau khi kim thân pháp tướng xuất hiện, Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình, đã có được sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng. Rất nhanh, tay phải của Dương Diệp mãnh liệt vỗ một cái. Ầm. Một minh cảnh nhất đoạn chạy ở trước nhất bị hắn một trưởng vỗ tới hơn mấy ngàn trượng, nhưng những ma nhân chung quanh kia đã tới bốn phía Dương Diệp. Bành 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 thình thịch. Từng đạo trưởng ấn, dấu quyền, từ tất cả góc độ không ngừng rơi ở trên người Dương Diệp, bản thân Dương Diệp cũng bị chấn liên tục lùi lại, nhưng trong quá trình lùi lại, hai đấm của Dương Diệp cũng không ngừng chém ra, đặc biệt là tay phải của hắn, mỗi một trưởng rơi xuống, giống như đòi mạng, những ma nhân kia không chết cũng bị thương. Mà công kích của những ma nhân kia rơi ở trên người hắn, tuy hắn dùng thân thể mạnh mẽ cứng rắn vượt qua, nhưng khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Gần 10 cường giả minh cảnh vây công. Mà Dương Diệp hắn, bất quá là chân cảnh lục đoạn. Cứ như vậy, Dương Diệp lần lượt rút lui. Không đến một khắc đồng hồ, hắn đã lui trọn vẹn vạn trượng, trừ cái đó ra, rất nhiều nơi trên người hắn đã vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Xa xa, nam tử cầm cung cùng những người trên tường thành lạnh lùng nhìn xem. Ước chừng hơn một khắc sau. Ầm, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, những ma nhân vây công Dương Diệp nhao nhao bị đẩy lui. Ha ha, lúc này Dương Diệp đang cười điên cuồng. Lão tử đến minh cảnh rồi, lão tử rốt cuộc đến minh cảnh rồi. Mọi người. Trong tràng, Dương Diệp điên cuồng cười lớn. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp vô cùng chật vật. Trên người hắn, tổn thương vô số, đặc biệt là trước ngực cùng phía sau lưng, có mấy chỗ đã hoàn toàn biến hình. Thảm. Vô cùng thảm. Nếu như là thường nhân, chịu tổn thương nặng như vậy, đã sớm quy thiên rồi. Mặc dù Dương Diệp hắn không có quy thiên, nhưng cũng không chịu nổi. Kim thân pháp tướng chẳng qua là tăng lên cường độ thân thể, điều này làm cho hắn có được năng lực lấy một địch 10 ngắn ngủi. Nhưng kim thân pháp tướng cũng không phải vô địch. Có thể nói, lúc trước tình cảnh của hắn vô cùng thảm. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã tới minh cảnh nhất đoạn rồi, sở dĩ tới minh cảnh, cũng không phải ngẫu nhiên, hắn sớm đã là chân cảnh lục đoạn đỉnh phong, cách minh cảnh chỉ kém một chút xíu, mới vừa rồi tử chiến, làm cho hắn lọc phá tầng giấy kia, trực tiếp đạt tới minh cảnh. Minh cảnh. Trong tràng, chung quanh Dương Diệp, những ma nhân kia hai mặt nhìn nhau, minh cảnh rất lợi hại sao? Bọn họ đều là minh cảnh. Lúc này, một ma nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ cơ khắc này, hắn cảm giác hết thảy đều không giống. Hắn không có nghĩ ra ở đâu không giống, bởi vì ma nhân kia đã tới trước mặt hắn rồi. Dương Diệp trợn mắt nhìn ma nhân trước mắt, giơ tay là một trưởng. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ma nhân kia bị một trưởng này chấn đến hơn vạn trưởng. Tất cả ma nhân ngây ngẩn cả người. Trong tràng, Dương Diệp nhìn bàn tay của mình, giờ khắc này, các phương diện ít nhất tăng gấp mấy lần. Bất kể là tinh thần, thần hồn, thân thể, đều đã được tăng lên, có thể nói, hắn hiện tại, cùng mới hắn vừa rồi, hoàn toàn chính là hai người. Kém nửa bước, nhưng chất bất đồng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua những ma nhân bên cạnh kia, khóe miệng của hắn vui đùa, một nụ cười dữ tợn xuất hiện ở khóe miệng. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ. Lúc này tốc độ của hắn, ở trên cơ sở ban đầu, ít nhất tăng lên gấp 3. Đừng nhìn chẳng qua là gấp 3, cái này đã vô cùng khủng bố, có thể nói, cường giả dưới minh cảnh tứ đoạn, hiện tại hắn chỉ bằng vào tốc độ là có thể áp chế chết đối phương. Bành! Thời điểm Dương Diệp biến mất, một ma nhân còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Bất quá còn chưa chết, nhục thể của ma nhân rất mạnh, trừ khi hắn sử dụng kiếm, bằng không thì rất khó một quyền nháy mắt giết một ma nhân. Một quyền không được. Nhưng hai quyền, ba quyền có thể. Cứ như vậy, thế cụ trong tràng nghịch chuyển. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp dùng sức một mình truy đuổi những ma nhân kia đánh. Sở dĩ không sử dụng kiếm, là bởi vì lúc này hắn đến tử giới, mục đích là rèn luyện mình, mà không phải đến giết người. Kiếm, là dùng để giết người. Hơn nữa, hắn có chút thích loại cảm giác từng quyền thấu thịt này. Mỗi một quyền vung ra,
hắn có thể cảm nhận được bắp thịt toàn thân rung rung, cái loại cảm giác này, vô cùng tuyệt vời. Trong tràng, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh. Mà những ma nhân kia thì khổ không thể tả, Dương Diệp lúc này, cùng Dương Diệp mới vừa rồi hoàn toàn là hai người. Dương Diệp không hề phòng ngự, công kích của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào trên người đối phương. Nhưng đồng thời, mỗi một lần, quả đấm của Dương Diệp cũng sẽ rơi ở trên người bọn họ. Sau đó vấn đề đến rồi. Bởi vì quả đấm của bọn hắn rơi trên người Dương Diệp có thể gánh vác, nhưng quả đấm của Dương Diệp rơi lên người bọn hắn không chết cũng bị thương. Bây giờ trên mặt đất, đã nằm 4-5 ma nhân, mặc dù không chết, nhưng những ma nhân này đã trọng thương, mất đi năng lực hành động. Rốt cuộc, có ma nhân không kiên trì được rồi. Trốn. 4-5 ma nhân thân hình lóe lên, bỏ chạy về phía xa. Tại chỗ, Dương Diệp ngây cả người, sau đó thân hình hắn lóe lên, đuổi theo một ma nhân trong đó, cả giận nói. Trốn cái gì, lão tử còn muốn đánh. Nói xong, hắn mãnh liệt đấm ra một quyền. Ma nhân kia biến sắc, hắn căn bản không dám đón đỡ quả đấm của Dương Diệp, nhưng quả đấm của Dương Diệp quá nhanh, tăng thêm giờ phút này bên cạnh Dương Diệp không có người khác kiềm chế, bởi vậy hắn căn bản không có cách trốn tránh. Bành! Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng, ma nhân này bị Dương Diệp đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay ma nhân, Dương Diệp cũng không thu tay lại, mà thân hình run lên, đi tới trước mặt ma nhân kia, sau đó một cước đá vào trên đầu ma nhân. Bành! Đầu của ma nhân nổ bể ra. Đầu nổ. Bất quá giờ phút này, những ma nhân còn lại đều chạy trốn. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp khép hờ, hắn tham lam hô hấp không khí. Minh cảnh. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ ở địa phương này tăng lên tới minh cảnh. Quả thật đúng là không sai, nhiều khi chiến đấu so với ngồi xuống tu luyện càng hữu dụng hơn. Cảnh giới tăng lên, không chỉ tăng nhục thể, thần hồn, tốc độ, lực lượng của hắn. Còn tăng lên một thứ trọng yếu nhất. Cái kia chính là kiếm vực. Kiếm vực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Dựa theo thực lực trước đó của hắn, kiếm vực của hắn tối đa chỉ có thể trấn áp cường giả dưới minh cảnh ngũ đoạn, lại cao, kiếm vực liền khó có thể áp chế. Mà bây giờ, kiếm vực của hắn ít nhất có thể áp chế thính đạo cảnh. Không chỉ như thế, theo kiếm vực tăng lên, hắn ở trong kiếm vực thi triển nhất kiếm sát na hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật, uy lực khẳng định cũng xảy ra biến hóa về chất. Đặc biệt là vô địch kiếm trận. Nói tóm lại, lúc này đây, hắn toàn phương diện đều được tăng lên. Còn có một điểm, lần này tăng lên, làm cho hắn có thể tiếp tục cùng Thiên Long dung hợp. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thân thể của mình, giờ phút này, thân thể của hắn ở dưới Hồng Mông Tháp chữa trị, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp nhìn lướt qua thi thể của những ma nhân trong tràng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dưới thành nhỏ. Nói đúng hơn là nam tử cầm cung, nhìn thấy nam tử này, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nhe răng cười. Chết đi cho ta. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía nam tử cầm cung. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Xa xa, nam tử cầm cung nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn phản ứng không chậm, thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hai mũi tên đã bắn ra. Nhưng hai mũi tên kia còn chưa tới trước mặt Dương Diệp. Đã bị một trưởng vỗ thành hư vô. Thoáng qua, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cầm cung, sau đó một trưởng rơi xuống, nhưng lúc này, một tấm thuẫn màu vàng chắn ở trước mặt nam tử cầm cung. Bành! Tấm thuẫn màu vàng chặn một trưởng kia của Dương Diệp, nhưng lực lượng cường đại làm cho nam tử cầm cung bay ra ngoài. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, hắn mãnh liệt quay đầu, ở trước mặt hắn xuất hiện một cây trường thương đâm thẳng mi tâm của hắn. Dương Diệp giơ tay vỗ một trường. Bành! Trường thương bay ngược về trong tay một trung niên trên tường thành. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp không có trả lời trung niên, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung, sau một khắc, cả người hắn mãnh liệt bắn ra. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt trung niên, sau đó đấm ra một quyền. Nam tử cầm cung phản ứng cũng không chậm. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người hắn vội vàng lui về sau ngàn trượng, cùng lúc đó, mấy chục mũi tên kích bắn về phía Dương Diệp. Nhưng những mũi tên này vừa tới trước mặt Dương Diệp, đã bị Dương Diệp đánh thành hư vô. Dương Diệp muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, trung niên trên tường thành kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn,
ngay sau đó, một cây trường thương đâm thẳng mi tâm. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể nghiêng qua bên phải, tránh thoát phát thương chí mạng này, cùng lúc đó, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người nhảy vọt, đánh tới một quyền. Bành! Trung niên kia bị một quyền này đánh bay mấy trăm trượng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người tựa như mũi tên rời cung. Xa xa, sắc mặt trung niên kia biến hóa, tay phải cầm trường thương đập một phát. Bành! Theo một tiếng nổ vang, trung niên kia bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bay ra ngoài, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, một quyền đánh tới đầu trung niên. Dùng lực lượng của hắn bây giờ, nếu một quyền này trúng, đầu trung niên kia nhất định sẽ nở hoa. Bất quá ngay lúc này, hai mũi tên kim sắc đột nhiên phá không bay đến, trực tiếp đâm vào trên quả đấm của hắn, mặc dù hai mũi tên không có bắn thủng quả đấm của hắn, nhưng lại làm cho quả đấm của hắn chếch ra. Trung niên kia nắm cơ hội này, quay người quét tới Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị đẩy lui đến hơn trăm trượng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Dương Diệp không để ý tới trung niên kia, mà quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung. Trước kia, người bắn ta nhiều mũi tên như vậy, có phải rất thoải mái hay không? Nam tử cầm cung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta, cho nên đáng chết. Tự tiện xông vào địa bàn của các ngươi. Dương Diệp giữ tợn cười cười, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Hiện tại lão tử liền xông, các ngươi tới cắn ta a. Hắn tự nhiên là cực kỳ tức giận, lúc trước nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ, hắn khả năng đã ngã ở dưới tên của nam tử cầm cung này rồi. Các hạ đến tột cùng là ai? Sau lưng Dương Diệp. Trung niên kia trầm giọng nói. Nơi đây chính là Thiên Cư Tiểu Thành, các hạ. Lão tử quản ngươi là cái thành gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía trung niên kia. Hiện tại, ta chỉ muốn giết người cầm tên bắn ta kia, ngươi xuất thủ, hôm nay lão tử liền giết cả ngươi. Khẩu khí thật lớn, chỉ là minh cảnh, cũng dám đến Thiên Cư Tiểu Thành ta ngang ngược. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên tường thành truyền đến, cùng lúc đó. Một cỗ khí tức cường đại nghiền ép tới Dương Diệp. Ngay lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, sau một khắc, một kiếm chém ra. Xuy! Xa xa, tường thành bị Dương Diệp một kiếm tách ra. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía tường thành. Lão tử hôm nay chính là muốn ngang ngược. Xa xa, tường thành bị một phân thành hai. Mọi người trên tường thành thất kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Phía dưới, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía cửa thành. Ở trên cửa thành có một trung niên. Trung niên này, chính là người trước kia đã nói. Trung niên nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp không nói nhảm, giơ tay chém một phát, ô. Ô, ô, n, g. Theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí phá không. Tốc độ cực kỳ nhanh, đại đa số người căn bản không có thấy rõ. Xa xa, chỗ trung niên kia đứng, bị một kiếm này chém thành bột mịn, mà trung niên thì bị đẩy lui mấy trăm trượng. Trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ trung niên trong thành. Lại nhảy một chữ nữa cho ta nhìn xem. Nói xong, đột nhiên hắn quay người, nhìn về phía nam tử cầm thương. Không có nói nhảm chút nào, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía nam tử cầm thương. Nam tử cầm thương kinh hãi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, ngay sau đó, hai tay nắm trường thương bổ một phát. Cái bổ này, trực tiếp đánh không gian chung quanh rách ra. Nhưng, bành, nam tử cầm thương bay đến hơn mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, trong miệng phún ra một ngụm tinh huyết, nhưng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, tóc gáy toàn thân dựng ngược. Bởi vì một thanh kiếm đã xuất hiện ở mi tâm của hắn. Một kiếm này, so với một kiếm trước đó ít nhất nhanh gấp mấy lần. Nhất kiếm sát na. Xuy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia xuyên qua mi tâm của nam tử cầm thương. Thân thể nam tử cầm thương cương cứng, rất nhanh, sắc thái trong mắt hắn bắt đầu tiêu tán. Hai kiếm giết cường giả minh cảnh tam đoạn. Lúc này đây, trong mắt tất cả mọi người đã không phải kiêng kỵ. Mà là rung động, còn có một tia sợ hãi. Xa xa,
kiếm thu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung. Tới phiên ngươi. Nói xong, hắn muốn ra tay, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Các hạ đây là muốn tuyên chiến với thiên cư thành ta sao? Theo thanh âm rơi xuống, một lão giả hắc bào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thính đạo cảnh. Thiên cư thành. Dương Diệp nhíu mày, nghĩ một lát, hắn rốt cuộc nhớ tới. Cái kia thật giống như chính là ba đại thế lực ở khu vực này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này ở trong âm thầm, xuất hiện một vài đạo khí tức mờ mịt hơn nữa cường đại. Vài đạo khí tức kia, tất cả đều đạt tới đạo cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Tuyên chiến với thiên cư thành, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua thi thể nam tử cầm thương, sau đó lại nói. Lúc trước, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhưng các ngươi lại ra tay với ta, như thế nào, cảm thấy ta dễ khi dễ. Lão giả trầm giọng nói. Sở dĩ ra tay với ngươi, là bởi vì ngươi mang theo ma nhân. Ma nhân. Theo thanh âm rơi xuống, một lão giả hắc bào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Ma nhân. Dương Diệp cười nhẹ. Ta bị ma nhân đuổi giết, không cẩn thận đi tới đây, nhưng các ngươi lại bắn tên vào ta, nếu như không phải ta còn có chút bổn sự, chỉ sợ hiện tại ta đã là một cỗ thi thể. Hiện tại, ta muốn một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời. Sắc mặt lão giả âm trầm. Các hạ giết một người của thiên cư thành, hơn nữa hủy diệt thành phụ thuộc của thiên cư thành ta, sau đó còn muốn tìm chúng ta đòi bàn giao. Chẳng lẽ các hạ cho rằng thiên cư thành chúng ta dễ khi dễ? Thiên cư thành dễ khi dễ. Trong mắt Dương Diệp có chút xoay chuyển, sau đó mãnh liệt quát. Thiên cư thành ngươi không dễ ức hiếp, chẳng lẽ ác lang đoàn ta dễ khi dễ? Ác lang đoàn này, dĩ nhiên chính là một trong ba đại thế lực khác. Ngươi là người ác lang đoàn. Lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Đừng kéo những cái vô dụng kia, hiện tại các ngươi có cho ta một cái công đạo hay không? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như không cho thì sao? Ta liền tự mình tới lấy. Dương Diệp nói xong, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Lúc này kiếm vực thêm nhất kiếm sát na, đã không phải như ban đầu. Trong tràng, ngoại trừ lão giả cùng những cường giả âm thầm kia, người còn lại, căn bản không nhìn thấy một kiếm này của Dương Diệp. Bởi vì quá nhanh, tuy lão giả kia thấy được, nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, xa xa nam tử cầm cung sắc mặt đại biến, chỉ nháy mắt, một tấm thuẫn màu vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này, kiếm quang đã tới. Xuy. Đạo kiếm quang kia xuyên qua tấm thuẫn, tốc độ không giảm, lần nữa xuyên qua thân thể của nam tử cầm cung. Trong nháy mắt, trong tràng yên tĩnh trở lại. Một hơi sau, tấm thuẫn trước mặt nam tử cầm cung tách ra, cùng một chỗ tách ra, còn có thân thể của nam tử cầm cung. Lúc này đây, tấm chắn không thể giữ được mạng của hắn. Thấy một màn này, sắc mặt lão giả kia âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Tự tìm cái chết. Nói xong liền muốn ra tay. Chậm đã. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong thành truyền đến, rất nhanh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía trong thành. Ở trong thành, một thanh niên chậm rãi đi ra. Thanh niên ước chừng 27-28 tuổi, mặc một bộ cẩm bào, trên người mang theo khí chất ung dung. Nhìn thấy thanh niên này, lão giả trước mặt Dương Diệp sắc mặt hơi đổi, sau đó vội vàng xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Thiếu chủ, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên cười nói, bên này xảy ra sự tình, phụ thân bảo ta tới xem một chút. Lão giả nói, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Thanh niên cười nói, không sao, việc này giao cho ta đi. Lão giả khẽ gật đầu, lui về sau lưng thanh niên. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dương Diệp quan sát thanh niên một chút, sau đó nói. Dương Diệp. Thanh niên cười nói. Ta là Tần Xuyên. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể kia. Chuyện lúc trước, ta đã biết đại khái. Dương huynh, chúng ta tới đánh cuộc nhỏ, như thế nào? Đánh bạc. Dương Diệp cười nói. Đánh bạc gì? Tần Xuyên nói. Ngươi giết người của ta, ta bất kể là nguyên nhân gì, ta cũng sẽ giết ngươi.
hai người chúng ta so một chút, trong 10 chiêu, không đánh bại ngươi, ta để cho ngươi rời đi. Nhưng nếu ngươi bị ta đánh bại, ta cần ngươi gia nhập Thiên Cư Thành, phục vụ cho ta. Gia nhập Thiên Cư Thành. Dương Diệp cười nhẹ. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Tần Xuyên nói. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trước mặt mấy thính đạo cảnh đào tẩu, ngươi đại khái có thể thử xem. 10 chiêu. Dương Diệp quan sát Tần Xuyên này, hắn nhìn không thấu cảnh giới của đối phương cho hắn cảm giác, có chút thâm bất khả chắc. Không phải là một người đơn giản. Từ thái độ của lão giả kia đối với Tần Xuyên là có thể thấy được, lão giả kia tôn kính Tần Xuyên, là phát ra từ phế phủ, mà không phải bởi vì Tần Xuyên là thiếu chủ. Có thể làm cho một thính đạo cảnh tôn kính như vậy, người này, hiển nhiên không phải người đơn giản. Bất quá Dương Diệp hắn có sợ gì? Dương Diệp cười nói. 10 chiêu đánh bại ta, đến, để cho ta nhìn xem, người muốn 10 chiêu đánh bại ta như thế nào? Tần Xuyên cười cười. Như ngươi mong muốn. Nói xong, đột nhiên hắn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, một chỉ điểm tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không sử dụng kiếm, mà đấm ra một quyền. Nhưng khi nắm đấm của hắn đánh vào trên ngón tay của Tần Xuyên, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì Tần Xuyên ở trước mặt hắn căn bản không phải bản thể. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, quay người chính là một quyền. Nhưng quyền rơi vào khoảng không. Sau lưng hắn căn bản không có người. Ngay lúc này, một ngón tay không có dấu hiệu nào điểm vào trên lưng hắn. Bành! Cả người Dương Diệp nhất thời bị chấn liên tục lùi lại, trong quá trình hắn lui, Tần Xuyên kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ở khóe miệng hắn mang theo dáng tươi cười tà mị. Dương Diệp lại đấm một quyền, nhưng một quyền này như trước rơi vào khoảng không. Cả không gian run lên kịch liệt. Mà đúng lúc này, Tần Xuyên kia xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Cùng lúc đó, một bàn tay dính vào trên lưng hắn. Bành! Cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng khi hắn bay ra ngoài, Tần Xuyên kia lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không ra quyền, mà hai mắt chậm rãi đóng lại. Từ tình huống vừa rồi đến xem, tốc độ của đối phương quá nhanh, dựa vào mắt thường, căn bản thấy không rõ đối phương, không chỉ thấy không rõ, còn dễ dàng bị đối phương mê hoặc. Bởi vậy hắn lựa chọn không cần mắt đến xem, mà dùng tâm đến xem. Lúc này, một bàn tay đột nhiên khác ở trước ngực hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào, Dương Diệp như trước không cách nào tránh né. Nhưng tay của Dương Diệp cũng triển khai. Thình thịch, hai tiếng rên vang lên. Theo hai tiếng rên vang lên, hai nhân ảnh nhanh chóng tách ra. Hai đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp cùng Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn trước ngực mình. Ở trước ngực hắn có một dấu quyền, đây là vừa rồi hắn một chưởng đánh trúng Dương Diệp trở tay lưu ở trên người hắn. Tần Xuyên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thân thể rất mạnh, phản ứng cũng rất mạnh, rất không tồi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đỉnh đầu của Tần Xuyên, chỉ nháy mắt, một long chảo hư ảo mãnh liệt chụp về phía Tần Xuyên. Bành! Một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không phải Tần Xuyên, mà là Dương Diệp. Lúc này Tần Xuyên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ngươi là nhân loại, nghĩ đến hẳn nghe qua nhân tộc chúng ta có nhất vương, nhị đế, tam vương, lục kiệt chứ, biết ta là ai không? Nói đến đây, khóe miệng Tần Xuyên hơi cuộn lên, ta chính là một trong nhị đế. Nhị đế. Xa xa, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một trưởng ấn sâu đậm. Vừa rồi một trưởng kia của hắn chụp tới, đối phương so với hắn trước một bước đánh trúng hắn. Cái này là nguyên nhân vì sao hắn bay ra ngoài, mà không phải Tần Xuyên. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Bất quá còn tốt, một trưởng này, cũng không có tạo thành tổn thương tính thực chất cho hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tần Xuyên, giờ phút này, Tần Xuyên đã đi tới trước mặt hắn mấy trưởng, Tần Xuyên mỉm cười, mang trên mặt thong dong cùng tự tin. Còn muốn tiếp tục không? Sao lại không? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Bành! Trong tràng, một tiếng nổ vang lên, hai nhân ảnh bay thẳng ra sau. Nhưng sau một khắc, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Dương Diệp cũng không sử dụng kiếm. Vẫn là câu nói kia, sử dụng kiếm, cái kia chính là muốn giết người. Mà bây giờ, hắn không muốn giết người, chỉ muốn chiến đấu. Thoải mái đầm đìa chiến đấu.
Đặc biệt là vừa đạt tới minh cảnh, hắn càng cần chiến đấu, hắn muốn lợi dụng chiến đấu để kích thích tiềm năng thân thể mình. Mà nam tử trước mắt này, vừa vặn thích hợp bồi luyện. Bởi vì đối phương đủ mạnh. Tốc độ của Tần Xuyên, kể cả ý thức chiến đấu, không có chút nào yếu hơn Dương Diệp, thậm chí tốc độ của đối phương còn nhanh hơn Dương Diệp, bất quá đối phương cũng có chỗ thiếu hụt, chính là thân thể không mạnh mẽ bằng Dương Diệp. Nhưng tốc độ đền bù điểm chưa đủ này. Hai người giao thủ vô cùng nhanh, trong chàng ngoại trừ mấy cường giả đạo cảnh, người còn lại căn bản nhìn không tới quỹ tích của hai người. Bành 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 bành. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, ở dưới hai người điên cuồng chiến đấu, không gian chung quanh bắt đầu rung động kịch liệt. Vùng đất dưới chân hai người đã sớm lún xuống. Ước chừng hơn một canh giờ, Dương Diệp cùng Tần Xuyên đột nhiên ngừng lại. Giờ khắc này, trên mặt Tần Xuyên đã cực kỳ ngưng trọng. Mà ở trên mặt Dương Diệp, thì tràn đầy vẻ hưng phấn. Cùng Tần Xuyên kịch chiến, để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Ngươi đang lấy ta làm bồi luyện. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nói. Dương Diệp cười nhẹ. 10 chiêu đã qua, ngươi cũng không có đánh bại ta, cho nên hiện tại ta muốn đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Xuyên. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Xuyên. Như thế nào, đổi ý. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Tự nhiên không phải, ngươi vừa từ bên ngoài đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tần Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Có hứng thú làm một đại sự hay không? Đại sự. Dương Diệp khó hiểu. Tần Xuyên mỉm cười. Ngươi có biết, những thiên tài đứng đầu nhất của nhân tộc cùng thiên tộc, còn có vu tộc, ma tộc, ở đâu không? Ở chỗ này. Dương Diệp nói. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, thiên tài chân chính, đều không ngừng đột phá chính mình, bọn hắn sẽ đi chỗ nguy hiểm nhất rèn luyện mình. Mà nơi đây, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Những thiên tài đứng đầu các tộc, cơ bản đều tới địa phương này. Nói đến đây, hai tay của hắn vươn ra. Ở chỗ này, tập hợp các tội phạm truy nã, sở dĩ không bị bách tộc liên thủ tiêu diệt, là bởi vì nơi đây còn có tác dụng của nó, mà tác dụng của nó, chính là rèn luyện thiên tài các tộc. Đại sự ngươi nói là đại sự gì? Dương Diệp hỏi. Khóe miệng Tần Xuyên hơi cuộn lên. Giết người. Giết người. Dương Diệp cau mày. Tần Xuyên nói. Muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải giết người. Chúng ta không giết người khác cũng sẽ tới giết chúng ta. Tranh đoạt, biết rõ vừa rồi vì sao những ma nhân kia ăn thịt người không? Bọn hắn ăn không phải người, mà là linh khí, huyết khí, lực lượng linh hồn trên người. Bọn hắn cắn nuốt càng nhiều, thì sẽ càng mạnh mẽ. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Tần Xuyên lại nói. Đi vào chỗ này, người đầu tiên nghĩ không phải tu luyện, mà là sống. Chỉ cần ngươi còn sống, thì ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Ở chỗ này, chỉ có hai loại người, người sống và người chết. Nói đến đây, hắn cười nhẹ, sau đó lại nói. Còn nữa, đừng nghĩ đơn đả độc đấu, lúc trước ta mới tới, cũng muốn đơn đả độc đấu. Nhưng sau khi bị người liên thủ vây công, ta biết ngay, đây là một ý tưởng vô cùng ngu xuẩn. Ngươi có thể đánh 3 cái, 5 cái, nhưng ngươi có thể đánh 30, 50 cái sao? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta không thích lục đục với nhau. Không có lục đục với nhau. Tần Xuyên nói. Ở Thiên Cư Thành, không người nào dám lục đục với nhau, cũng sẽ không. Bởi vì ở chỗ này, nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị thế lực còn lại và các sinh vật thần bí tiêu diệt. Sinh vật thần bí? Dương Diệp nói. Đó là cái gì? Tần Xuyên nói. Ở chung quanh khu vực của chúng ta, là sơn mạch mênh mông bát ngát, dãy núi này tên Hắc Ngục Sơn Mạch. Ở trong dãy núi, có thật nhiều sinh vật thần bí lại mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp, thanh âm tăng thêm. Cực kỳ cường đại. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tần Xuyên hiện lên vẻ thất vọng, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Xuyên, sau đó chân thành nói. Ta nguyện ý gia nhập Thiên Cư Thành, Tần Xuyên nao nao, rất nhanh, hắn nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, chỉ nháy mắt, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì ở ngoài ngàn trượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám ma nhân, khoảng chừng hơn 30. Rút lui. Tần Xuyên quyết định thật nhanh. Nói xong,
hắn cùng mọi người bên cạnh không chút do dự xoay người rời đi. Dương Diệp tự nhiên cũng thế, nói giỡn, mặc dù bây giờ hắn đạt đến minh cảnh, nhưng bầy ma nhân kia, thấp nhất cũng là cường giả minh cảnh, trong đó còn có mấy cơ tên đã đạt tới đạo cảnh. Nếu như bị những người này vây quanh, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Trốn. Dưới sự dẫn dắt của Tần Xuyên, mọi người tiến vào trong thành, sau đó từ cửa sau lao ra. Ở trước mặt đám người Tần Xuyên, là một bình nguyên bằng phẳng, nhìn không thấy đầu. Mà ở sau lưng mọi người, là chừng 30 ma nhân, những ma nhân này theo đuổi không bỏ. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cùng mấy lão giả bên cạnh hắn. Chúng ta lưu lại. Dương Diệp sửng sốt. Không có lầm chứ. Tần Xuyên trầm giọng nói. Nếu chúng ta không lưu lại ngăn cản bọn hắn, tuy chúng ta có thể đào tẩu, nhưng những người bên cạnh chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Nói xong, Tần Xuyên cùng ba cường giả đạo cảnh ngừng lại. Dương Diệp do dự một chút cũng dừng lại, nhìn ba mươi mấy ma nhân kia chạy như điên tới, Dương Diệp cũng nhìn không được tê cả da đầu. Trong bọn ma nhân này, thính đạo cảnh khoảng chừng 4 tên. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta không phải là muốn liều mạng với bọn hắn chứ? Tần Xuyên nói. Tạm thời không cần liều mạng, chúng ta ngăn chặn một hồi, viện binh tối đa nửa khắc sẽ đến. Nghe được có viện quân, trong lòng Dương Diệp lập tức buông lỏng, tuy hắn cũng là loại người hung ác, nhưng năm cái đánh 30, thật sự là không đáng tin cậy a. Hai tay Tần Xuyên chậm rãi nắm lại. Các vị, liều mạng đi. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một luồng sáng vọt về phía 30 ma nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Xuyên, khẽ gật đầu, đây mới thật sự là thiên tài. Như cái gì Lục Kiệt lúc trước hắn gặp phải, chỉ là phế vật. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đang muốn ra tay, đúng lúc này, xa xa trong đám ma nhân kia, một ma nhân cầm đầu đột nhiên nhìn về phía hắn. Là ngươi giết tộc nhân ta. Dương Diệp nhìn về phía ma nhân này. Không phải ta, chính là hắn. Lúc này, bên cạnh ma nhân kia, một ma nhân khác đột nhiên nói. Dương Diệp, chết đi cho ta. Ma nhân cầm đầu nói xong, cả người hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt về phía Dương Diệp. Những nơi hắn đi qua, không gian bị đánh rách, không chỉ như thế, khí thế cường đại trực tiếp đè Dương Diệp liên tục lùi lại. Thật mạnh, đây là ý nghĩ của Dương Diệp giờ phút này. Không dám khinh thường, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, chỉ nháy mắt, đạo đạo kiếm quang bắn ra. Nhưng những kiếm quang này bị khí thế của ma nhân đè lại. Bành bành bành. Trong tràng, Dương Diệp không ngừng lùi lại, bất quá trong quá trình hắn lui, 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở trước mặt ma nhân, trong chốc lát, vô số kiếm quang trực tiếp bao phủ ma nhân này. Nhưng, theo một tiếng nổ vang, những kiếm quang bao bọc ma nhân lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Ma nhân này, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù đối phương chỉ là minh cảnh tam đoạn, nhưng thực lực này, tuyệt đối có thể so với cường giả ngũ đoạn ở bên ngoài. Không dám có chút khinh thị, Dương Diệp cầm kiếm dán ở mi tâm, sau một khắc, kiếm vực xuất hiện, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Một kiếm này, không chỉ tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, kiếm khí qua, không gian bị xé rách. Bành! Ma nhân cầm đầu bị Dương Diệp chấn đến mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, nhìn trước ngực mình, ở trước ngực của hắn, có một vết kiếm sâu đậm, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Tự tìm cái chết. Thân sắc của ma nhân lập tức dữ tợn, thân hình run lên, lần nữa bắn mạnh về phía Dương Diệp. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, ánh mắt cũng dần dần băng lạnh, muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một tiếng xé gió từ chân trời xa xôi truyền đến, thoáng qua. Bành! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, ma nhân bị một vật đập trúng bay hơn mấy ngàn trượng. Ai dám động đến người của lão nương? Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp quay đầu, ở bên phải hắn xuất hiện một nữ tử khôi ngô. Nữ tử này hình thể vô cùng lớn, gấp đôi thường nhân, chân của đối phương gần như sắp bằng thân thể hắn rồi. Mà ở trong tay của đối phương, nắm một cây lang nha bổng. Cây lang nha bổng này to lớn, cũng vượt qua tưởng tượng của Dương Diệp, có thể nói,
hắn cùng với Lang Nha Bổng này đứng chung một chỗ, khả năng còn không lớn bằng Lang Nha Bổng. Vừa rồi ma nhân cầm đầu kia, là bị Lang Nha Bổng này đánh bay. Nữ tử Bưu Hãn vác Lang Nha Bổng lên vai, chậm rãi đi về phía đám ma. Nhân kia, các ngươi những tạp chủng này, bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay các ngươi nổi cơn gì? Cũng dám đến Thiên Cư Thành ta ngang ngược, có phải ngại mạng quá dài hay không? Nói xong, Lang Nha Bổng trong tay nàng đột nhiên bay ra ngoài, bành bành bành. Xa xa, có ba ma nhân bị Lang Nha Bổng oanh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đã hoàn toàn ngây người. Ba người bay ra ngoài, đều là cường giả minh cảnh nhị đoạn A. Cứ như vậy bị một côn nện bay. Aman, là người của ngươi giết người của chúng ta trước. Ngay lúc này, ma nhấc cầm đầu đứng dậy. Là các ngươi khơi mào trước. Nghe vậy, nữ tử Aman cau mày, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên vết thương chằng chịt. Tiểu tử ngươi ra tay trước. Tần Xuyên cười khổ, sau đó nói. Man tỷ, ngươi nói, ta dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi sao? Vậy là chuyện gì xảy ra? Aman nói. Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp. Man tỷ, là vị huynh đệ kia, hắn vừa từ bên ngoài đến, không biết làm thế nào trêu chọc ma nhân tộc, trời đưa đất đẩy làm sao mà đến chỗ chúng ta, sau đó. Dù sao hiện tại hắn gia nhập Thiên Cư Thành chúng ta rồi. Đại khái chính là như vậy. Aman kia quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng. Bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một chút cũng không có cảm giác được. Aman quan sát Dương Diệp một chút, sau một khắc, một cỗ uy áp đột nhiên bao phủ Dương Diệp. Bất ngờ không đề phòng, thân thể Dương Diệp trực tiếp ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vàng gánh lấy uy áp. Nhưng uy áp càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn Aman, Aman cũng cùng Dương Diệp đối mặt. Uy áp càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, trên trán Dương Diệp, mồ hôi lạnh dần dần hiển hiện. Cùng lúc đó, toàn thân hắn phát ra tiếng tí tách, đó là xương cốt đang ma sát. Một lát sau, cỗ uy áp trên người Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc này Aman nhẹ gật đầu. Không tệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ma nhân. Người này, bây giờ là người của Thiên Cư Thành ta. Cho nên các ngươi cút đi. Xa xa, ma nhân cầm đầu sắc mặt vô cùng khó coi. Aman, người đây là muốn cùng ma nhân quật chúng ta. Aman, người đây là muốn cùng ma nhân quật chúng ta. Có biến không, không thì lão nương giết các ngươi. Aman đột nhiên nói. Nghe vậy, đám ma nhân kia sắc mặt hơi đổi, ma nhân cầm đầu không dám nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp ở bên cạnh Aman, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Lúc này, Aman đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Mấy ngày nay đừng có ra Thiên Cư Thành. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Aman nhìn về phía xa xa. Người của ma nhân quật, không chỉ tàn nhẫn, còn bao che khuyết điểm. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nếu như ngươi không muốn mình xảy ra vấn đề, thì ở trong Thiên Cư Thành một thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Đi, trở về. Dưới sự dẫn dắt của Aman, nhóm người Dương Diệp đi tới Thiên Cư Thành. Thiên Cư Thành không lớn, là một thành nhỏ, hơn nữa còn có chút cũ nát. Trên tường thành có tầm 10 thanh niên, những thanh niên này có ngồi dưới đất, có dựa vào trên tường, còn có nằm. Nhưng khi thấy Aman đi tới, sắc mặt các thanh niên lập tức biến đổi, sau đó toàn bộ đứng lên, đứng ở trên tường thành, nhìn không chớp mắt, tựa như một thanh kiếm sắc. Phía dưới, Aman cười lạnh. Mấy người các ngươi, hôm nay lại thủ thêm một ngày. Nghe vậy, tầm 10 thanh niên kia sắc mặt khổ xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua 10 người kia, 10 người đều là cường giả minh cảnh, hơn nữa trong đó còn có một cường giả minh cảnh tam đoạn. Mà nhìn những người này, niên kỷ đều giống như hắn. Thiên tài như chó đi đầy đất. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp bị một màn trước mắt làm kinh sợ. Trong thành trống rỗng, không có bất kỳ kiến trúc, cả tòa thành không có một kiến trúc nào, đây là một thành trống chân chính. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Tần Xuyên giải thích nói. Ở chỗ này, đừng nghĩ nghỉ ngơi. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi giống như là phòng bị cái gì à? Tần Xuyên cười hắc hắc. Buổi tối ngươi sẽ biết. Lúc này,
Aman kia ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta là Aman, người man tộc, là cầm đầu nơi này. Ngươi vừa gia nhập, hôm nay ngươi không cần gác đêm. Bắt đầu ngày mai, đến phiên người gác đêm. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên. Nhớ nói tỉ mỉ tình huống nơi đây cho hắn, nói xong, nàng quay người rời đi. Trong tràng, Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Thiên cư thành chúng ta, người nguyên bản có hơn 100, nhưng bây giờ, chỉ còn lại 62 người, khả năng ngày mai sẽ ít hơn. Ở trong ít người này, đại đa số đều là nhân tộc, nhưng cũng có vu tộc, thiên tộc, yêu tộc, man tộc. Bất quá, ở chỗ này, không thể mang ân oán chủng tộc ở phía ngoài vào. Ví dụ như nhân tộc chúng ta cùng vu tộc là tử địch, nhưng ở chỗ này, chúng ta cùng mấy tên vu tộc kia quan hệ rất tốt, là huynh đệ sinh tử. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Aman ở ngoài ngàn trượng xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lại nói. Lão đại là man tộc cùng nhân tộc quan hệ mặc dù không như vu tộc cùng nhân tộc như nước với lửa, nhưng cũng không tốt. Nhưng ở chỗ này, lão đại đối với chúng ta không có một chút thành kiến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Aman. Nàng là thiên tài của man tộc. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Man tộc đệ nhất thiên tài, niên kỷ của nàng cùng chúng ta không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ nàng đã là thính đạo cảnh, mà chiến lực chân chính của nàng, nàng có thể giết chi đạo cảnh. Hơn nữa còn là nhẹ nhõm đánh chết. Man tộc đệ nhất thiên tài. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, lại nói. Trước kia nàng nói gác đêm, là cái gì? Thần sắc Tần Xuyên ngưng trọng lên. Ở bốn phía chúng ta, là Hắc Ngục Sơn Mạch, trong Hắc Ngục Sơn Mạch, có thật nhiều sinh vật thần bí, những sinh vật này, phần lớn đều sẽ không ra Hắc Ngục Sơn Mạch, đừng hỏi ta không biết. Nhưng có một loại sinh vật, trời vừa tối, chúng sẽ rời Hắc Ngục Sơn Mạch, chạy loạn khắp nơi. Sinh vật gì? Dương Diệp hỏi. Dực Long. Tần Xuyên nói. Bọn gia hỏa kia, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là ở đêm tối, tốc độ của chúng nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thời điểm ta vừa tới nơi này, thiếu chút nữa thì bị một con rực long giết. Nếu muốn không bị chúng giết, vậy cũng chỉ có nhanh hơn, ác hơn chúng. Đây chính là nguyên nhân vì sao tốc độ của ta nhanh như vậy, đều là bị bọn gia hỏa kia bước ra. Bước ra. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Tần Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mà nghe lão đại nói. Hắc Ngục Sơn Mạch cùng thế giới bên ngoài Hắc Ngục Sơn Mạch càng nguy hiểm hơn. Tóm lại, người phải có tâm lý chuẩn bị, nơi đây, tuyệt đối hung tàn hơn người tưởng tượng. Nói xong, hắn quay người đi tới bên cạnh, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Tử giới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Bốn phía, rất nhiều người xếp bằng ngồi dưới đất, trên người thỉnh thoảng truyền ra huyền khí chấn động. Quanh mình yên tĩnh im ắng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, ở trên tường thành, mỗi bên đứng 5 người, trong đó phần lớn đều là thanh niên, nhưng cũng có một ít niên kỷ hơi lớn. Những người này, thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dung hợp. Sau khi cảnh giới tăng lên, chuyện thứ nhất Dương Diệp muốn làm là cùng Thiên Long dung hợp. Hắn vẻn vẹn chỉ dung hợp một cái móng rồng. Lực lượng thân thể liền xảy ra biến hóa về chất, có thể tưởng tượng nếu, hắn cùng Thiên Long dung hợp hoàn toàn, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên tới loại trình độ nào. Trước mặt Thiên Long, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đến đây đi. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác trong đầu mình nhiều ra cái gì. Thoáng qua, một cảm giác hôn mê tấn công tới. Thời gian từng chút trôi qua, ở trên mặt Dương Diệp, mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện. Cuối cùng theo gương mặt chậm rãi rơi xuống. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt Dương Diệp mở ra. Hô! Trong miệng Dương Diệp thốt ra một ngụm chọc khí, sau đó hắn đứng lên, hắn nhìn về phía hai tay của mình, hai tay hơi động một chút, trong chốc lát, ở bốn phía hai tay, hiện ra hai long chảo hư ảo màu trắng. Vốn chỉ là một tay, mà bây giờ là hai. Hai đấm Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, thời điểm tay nắm chắc, hai long chảo cũng theo đó nắm lại. Giờ phút này cảm giác của hắn là, hai móng rồng cùng tay của hắn không có khác nhau chút nào. Bất quá có chút đáng tiếc, đó chính là hắn không cách nào để cho thân thể mình cùng thân thể của Thiên Long dung hợp, nếu như có thể cùng thân thể của Thiên Long dung hợp, lại thêm kim thân pháp tướng,
như vậy nhục thể của hắn sẽ cường đại đến một tình trạng làm cho người giận sôi. Đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không thể cùng thân thể Thiên Long dung hợp. Ngay lúc này, Dương Diệp cau mày, sau một khắc, hắn quay về trong hiện thực. Lúc này đã đến đêm khuya. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường thành, giờ phút này những người kia toàn bộ tinh thần đề phòng, như gặp đại địch. Đột nhiên, tíu tíu, một âm thanh sắc nhọn từ ngoài thành truyền tới. Đến rồi. Lúc này, bên cạnh Dương Diệp không xa, Tần Xuyên trầm giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở ngoài thành, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một dị vật. Hình thể dị vật không lớn, đầu như ưng, thân như rồng, sinh ra hai móng hai cánh. Hình thể không lớn, nhưng hai cánh có chút lớn, lớn hơn thân thể hắn 4-5 lần. Dực Long. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên nói. Bọn người kia, lợi hại chưa? Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, Dực Long đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, tốc độ cực nhanh, để cho Dương Diệp kinh ngạc. Nhanh, nhanh vô cùng, cho dù dùng lực phản ánh của hắn, cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Nhưng những thanh niên trên tường thành kia không có bị tốc độ của Dực Long này lọa sợ. Không chỉ không bị hù dọa, tốc độ của những thanh niên kia còn cực nhanh, thời điểm Dực Long rơi vào trên tường thành, một thanh niên trong đó đột nhiên xuất hiện ở sóc lưng Dị Long, chỉ nháy mắt, một cây trường thương đâm thẳng phía sau lưng Dực Long kia. Tốc độ thật nhanh. Bên cạnh Tần Xuyên, Dương Diệp nói khẽ. Còn có mau hơn. Tần Xuyên cười nói. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Sở dĩ tốc độ của chúng ta nhanh, là mỗi ngày cùng bọn người kia chiến đấu, bị bọn người kia cứng rắn bước ra. Nhưng vì sao tốc độ của ngươi cũng nhanh như vậy? Tốc độ của mình, Dương Diệp cười cười, cũng bị bước ra. Tốc độ của hắn, ngoại trừ giết người, còn có một tác dụng, chính là chạy trốn. Cuộc đời này của hắn, chính là không bao giờ thiếu phiền toái, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều bị đuổi giết. Bất quá này cũng không phải không có lợi. Bởi vì như vậy có thể ép mình trở nên mạnh mẽ. Nhiều khi người đều là bị bước ra. Trên tường thành đã xuất hiện ba Dực Long, lúc này năm người kia vây công ba Dực Long này. Dương Diệp xem như minh bạch sự lợi hại của những Dực Long kia. Những Dực Long này, không chỉ tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự càng kinh người, có thể nói không thua thân thể hắn bây giờ. Đương nhiên, nếu như hắn thi triển kim thân pháp tướng, những Dực Long này sẽ kém xa. Năm người vây công. Như trước ở hạ phong. Có cần giúp một tay không? Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tần Xuyên. Tần Xuyên lắc đầu. Vì cái gì? Dương Diệp nói. Kiêu ngạo. Tần Xuyên cười nói. Mỗi người nơi này, đều cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù mọi người đến từ các tộc, nhưng ngoại trừ lão đại, mọi người ai cũng có chút không phục ai. Hiện tại nếu như chúng ta đi giúp bọn hắn là tuyệt đối không tiếp thu. Bởi vì trước đó chúng ta thủ đêm. Cũng không có người tới giúp chúng ta. Kiêu ngạo. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, trên tường thành, tuy những thanh niên kia bị ba Dực Long áp chế gắt gao, hơn nữa hai thanh niên trong đó trên người đã thấy máu, nhưng những thanh niên này càng đánh càng có lực. Hàm lượng. Thiên tài nơi này, hàm lượng cao hơn những thiên tài phía ngoài rất nhiều. Trong tràng, trên bốn mặt tường thành xuất hiện Dực Long, bất quá đều bị những người tường thành kia ngăn cản. Cứ như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, chiến đấu kéo dài đến bình minh. Thời điểm chân trời xuất hiện tia sáng màu trắng bạc, những Dực Long kia đột nhiên biến mất ở cuối chân trời. Mà giờ khắc này, những người trên tường thành kia, nhao nhao co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở lấy. Sức cùng lực tận. Chiến một buổi tối, những người này chân chính sức cùng lực tận. Tới đây. Ngay lúc này, Aman đột nhiên mở miệng. Nghe vậy. Mọi người trên tường thành lập tức giật mình, sau đó toàn bộ đi tới trước mặt Aman. Aman nhìn lướt qua 20 người trước mặt, lúc này trên thân 20 người phần lớn đều bị thương, trong đó có mấy người bị thương vô cùng nghiêm trọng, như mất cánh tay cẳng chân. Nhưng không có chết người. Aman đột nhiên nhìn về phía nam tử thiếu một cánh tay. Ngươi là đầu heo sao? Lúc Dực Long công kích ngươi, không biết tạm lánh mũi nhọn, theo chân nó liều chết làm gì? Ngươi cũng không nhìn thân thể mình ra sao, nó là thân thể gì. Tên nam tử kia nhếch miệng cười cười, không nói gì. Cười, chỉ biết cười. Aman chừng nam tử. Đối mặt người mạnh mẽ hơn chúng ta, phải học được tạm thời tránh mũi nhọn, nhất thời nhượng bộ, là vì lần sau tiến lên tốt hơn, rõ ràng chưa?
Nam tử kia vội vàng gật đầu. Minh bạch. A-man cong ngón búng ra, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt nam tử. Cầm lấy đi, hảo hảo chữa thương. Sắc mặt nam tử kia biến hóa, sau đó vội vàng lắc đầu. Ta không muốn, ta. Có phải muốn bị đánh hay không? A-man trừng mắt liếc nam tử. Nam tử còn muốn nói điều gì, lúc này A-man đột nhiên nói. Tô ấn, đừng giống như nữ tử, cho ngươi, thì ngươi thu, hảo hảo chữa thương. Vừa nói, nàng cong ngón búng ra, trong tràng, trước mặt mỗi nam tử bị thương nặng, đều xuất hiện hai viên tiên tinh thạch. Các ngươi cũng vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi người nhìn A-man ôm quyền nói. Đa tạ đại tỷ. Đại tỷ. Ngay lúc này, sau lưng A-man, một nam tử mặc áo bào trắng đột nhiên đứng dậy. Không thể không nói. Nam tử áo trắng này ở giữa sân rất chói mắt. Bởi vì người trong sân, phần lớn đều bị tổn thương, hoặc vô cùng chật vật. Nhưng nam tử áo trắng này không có chút chật vật nào, trên áo bào trắng của hắn, một vệt máu cũng không có. Có thể nói, nam tử áo trắng cùng mọi người chung quanh tạo thành một tương phản khá lớn. A-man quay đầu nhìn về phía nam tử áo trắng cười hì. Hì! Đại tỷ, ngươi xem, ta cũng bị thương. Ngươi cũng có thể cho ta hai viên tiên tinh thạch hay không? Bị thương. A-man quan sát nam tử áo trắng một chút, sau đó nàng quơ quơ quả đấm của mình. Thật vậy chăng, ta tới kiểm tra một chút. Vừa nói, nàng chậm rãi đi về phía nam tử áo trắng kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức biến đổi, vội vàng nghiêm mặt nói. Nói đùa thôi, đại tỷ, ta không muốn tiên tinh thạch. Thật sự, A-man quan sát nam tử áo trắng một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Phu Tịnh, không tệ lắm, thực lực lại trở nên mạnh mẽ một chút. Phu Tịnh cười đùa nói. Ở trước mặt đại tỷ, chúng ta đều là đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta. A-man liếc Phu Tịnh. Có chuyện để cho ngươi đi làm, chúng ta cùng ma nhân quật đã xảy ra một chút sự tình, ta cảm thấy bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đi giám thị, xem bọn hắn có động tác gì không, nếu như không có thì trở lại, nếu có, cũng trở lại, đừng tự tiện hành động, bằng không thì sau này mỗi ngày ngươi rửa nhà vệ sinh. Nghe vậy, sắc mặt Phu Tịnh cực kỳ khó coi, như nghĩ tới chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, mọi người cười phá lên. Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên cười nói. Gia hỏa này gọi Phu Tịnh, người thiên tộc, hắn có một cái bệnh, là cực kỳ thích sạch sẽ. Cũng chính vì thích sạch sẽ, bất kỳ một vết bẩn gì cũng không thể gặp. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Tần Xuyên cười nói. Lúc gia hỏa này mới tới, cùng giống như ở bên ngoài, không ai bì nổi, không chỉ xem thường chúng ta, còn xem thường đại tỷ, trực tiếp tìm đại tỷ đơn đấu, muốn làm lão đại của Thiên Cư Thành. Sau đó gia hỏa này bị đánh thành chó. Dương Diệp. Tần Xuyên lại nói. Ngươi nói đi. Thua thì thua, nếu gia hỏa này nhận thua thì thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhận thua, sau đó còn mắng đại tỷ, nói đại tỷ béo gì đó. Kết quả gia hỏa này bị đại tỷ cứng rắn đánh 4 canh giờ, từ buổi sáng, trực tiếp đánh đến tối. Cuối cùng còn bị đại tỷ kéo đi rửa nhà vệ sinh, ha ha. Tần Xuyên, ngươi cười cọng lông. Lúc này, Phù Tịnh ở cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Tần Xuyên. Lúc trước ngươi tốt hơn ta sao? Không biết là ai bị dán ở trên tường thành 3 ngày 3 đêm, còn... Câm miệng! Tần Xuyên trừng Vu Tịnh. Vu Tiện Nhân, có phải muốn đơn đấu hay không? Lão tử sợ ngươi sao? Vu Tịnh nói xong liền muốn động thủ, nhưng lúc này A-man đột nhiên nói. Thế nào, muốn động thủ? Đến, ta cũng ngứa tay, đến đánh với ta. Nghe vậy, biểu lộ của hai người lập tức cứng ngắc. Lúc này, Vu Tịnh nghiêm mặt nói. Đại tỷ! Ta đi theo dõi ma nhân quật A. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh lần nữa cười phá lên. A-man nhìn lướt qua mọi người. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng gây chuyện. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên cười khổ nói. Kỳ thật, lúc chúng ta mới tới, đều bị sửa chữa qua. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tần Xuyên nói. Người nghĩ à, chúng ta ở bên ngoài, người nào không hô mưa gọi gió. Ở bên ngoài, chúng ta chói mắt như thế.
nhưng đến trong này, chúng ta phải nhận một nữ nhân cùng chúng ta niên cấp không lớn hơn bao nhiêu làm lão đại, ngươi nói, chúng ta sẽ phục sao? Dương Diệp lắc đầu. Không. Tần Xuyên cười nói. Đúng, tất cả mọi người không phục, sau đó bi kịch. Lúc trước ta cùng với lão đại so chiêu, ngươi biết ta mấy chiêu bị bại không? Dương Diệp lắc đầu. Tần Xuyên nói. Không đến 6 chiêu, kia là dưới tình huống nàng không có xuất toàn lực. Ngươi nói đi, nếu như ta bại liền nhận thua, lão đại cũng sẽ không đánh ta, nhưng lúc ấy đầu không bình thường, giống như Vu Tiện Nhân kia, mắng lão đại, sau đó bị sâu ở trên tường thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nàng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu? Tần Xuyên lắc đầu. Ta không biết, bất quá có người có thể biết. Ai? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên chỉ ở cách đó không xa, chỗ đó, ngồi xếp bằng một nam tử hắc y, bên hông nam tử có một thanh đoạn đao không có vỏ. Dương Diệp phát hiện, nam tử hắc y chỉ có một cánh tay. Hắn là ai? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Không biết hắn là ai, gia hỏa này có chút thần bí, ở chỗ này, ngoại trừ lão đại, hắn ai cũng không để ý. Chúng ta gọi hắn đao cuồng, gia hỏa này tu luyện cùng giết người vô cùng điên cuồng. Đặc biệt là tu luyện, nghe nói, hắn vì tu luyện, tự chặt một tay, hơn nữa còn làm cho mình điếc. Dương Diệp. Dương Diệp lần nữa nhìn về phía người nọ, lúc này đối phương như phát giác được, mở to mắt nhìn về phía hắn. Nam tử gọi đao cuồng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt. Còn có người. Ngay lúc này, Tần Xuyên chỉ bên trái hắn. Chứng kiến ra hỏa quanh người phiêu đãng linh khí kia chưa? Dương Diệp theo ánh mắt của Tần Xuyên nhìn qua, ở chỗ đó là một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt. Nam tử tuổi rất trẻ, cùng hắn không sai biệt lắm, ở quanh người nam tử phiêu đãng từng sợi sương mù màu trắng. Này linh tộc! Tần Xuyên nói. Người này cũng rất lạnh, ngoại trừ lão đại, cơ bản không trao đổi với người nào. Hai người này, cũng bị lão đại của các ngươi đánh qua sao? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, Tần Xuyên cười hắc hắc. Đây là khẳng định, bất quá đối đãi hai người này, lão đại đánh hết sức chăm chú. Tóm lại, chúng ta ở đây, hai người này cục lão đại thực lực mạnh nhất, hai cái này, ngươi đừng đi trêu chọc bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Còn lão đại nhiều khi vẫn vô cùng dễ nói chuyện. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đa tạ, đúng rồi, ngươi là thiếu thành chủ gì? Tần Xuyên nhẹ gật đầu, cười nói. Sở dĩ là thiếu thành chủ, cũng không phải thực lực của ta, mà là năng lực giao tiếp. Ở chỗ này, cần phải có người làm sinh động bầu không khí, hơn nữa xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, cho nên lão đại nói ra cho oai, cho ta một cái danh xưng thiếu thành chủ. Kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại nói. Đúng rồi, quên hỏi, ngươi là tự mình chủ động vào, hay? Dương Diệp nói. Bị buộc vào. Bị buộc vào. Tần Xuyên nao nao, lập tức hỏi. Có ý gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có rất nhiều người muốn giết ta, không có cách nào chỉ có thể chạy vào tạm lánh phong ba. Tần Xuyên khẽ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là tự mình chủ động vào. Lại nói, hiện tại thế giới bên ngoài thế nào? Nhân tộc chúng ta cùng Vu tộc có đánh nhau không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có đánh nhau. Tần Xuyên hít một tiếng. Nếu đánh nhau, hai tộc lại không biết phải chết bao nhiêu người. Phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau khi cùng Tần Xuyên tán gẫu, Dương Diệp xếp bằng ở tại chỗ, tâm thần tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu tử, nhà đầu kia có chút không thích hợp. Ngay lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp có chút ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được Hậu Khanh chỉ là ai. Chí nữ. Hậu Khanh nói đúng là chí nữ. Dương Diệp nói. Làm sao vậy? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại nàng đã luân hồi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì đến được chân cảnh rồi. Luân hồi cảnh đỉnh phong. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, phải biết chí nữ lúc trước căn bản không có tu luyện. Mà bây giờ, đối phương đã đạt tới luân hồi cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Hậu Khanh tìm được chí nữ, giống như trước kia, chí nữ vẫn còn có chút nhát gan. Dương Diệp quan sát chí nữ một chút, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối,
nàng thật sự là thiên túng kỳ tài, hay có nguyên nhân gì khác? Nhất định là có nguyên nhân gì khác. Hậu Khanh trầm giọng nói. Một người bình thường, căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Chẳng qua ta không nhìn ra nàng ở đâu không bình thường. Không bình thường. Dương Diệp cẩn thận quan sát trí nữ một chút, như Hậu Khanh nói, trí nữ biểu hiện hết thảy đều rất bình thường, vô cùng bình thường. Chẳng lẽ trí nữ thật là thiên túng kỳ tài? Ca ca. Lúc này trí nữ đột nhiên nói khẽ. Ngươi làm sao vậy? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Trí nữ, ngươi ở lúc tu luyện, có phát hiện cái gì không đúng hay không? Không đúng. Trí nữ ngưỡng đầu nhìn Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đúng vậy, ngươi ở lúc tu luyện có cảm giác gì? Trí nữ khẽ lắc đầu. Không có cảm giác gì, ân, không đúng, ta cảm giác linh khí nơi này rất tốt. Linh khí nơi này? Dương Diệp hỏi. Trí nữ nhẹ gật đầu. Đúng, ta hấp thu linh khí nơi này, cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Linh khí nơi này, tuy hy hữu, hiệu quả cũng vô cùng tốt, nhưng còn chưa đến loại trình độ này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Thể chất của nàng, khẳng định có chỗ đặc thù, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Ca ca, ngay lúc này, trí nữ nói khẽ, ta, làm sao vậy? Dương Diệp nhìn về phía trí nữ. Trí nữ do dự một chút, sau đó nói khẽ. Giống như trong đầu ta có khi sẽ hiện lên một ít hình ảnh, ta cũng không biết những thứ kia là cái gì. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau, trong chàng trầm mặc lại. Ca ca, ngươi có đuổi ta đi hay không? Lúc này trí nữ đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói. Tại sao lại nghĩ như vậy? Trí nữ nói khẽ. Ta sợ, Dương Diệp vuốt đầu của trí nữ, sau đó cười nói. Chỉ cần ngươi không đi, ở đây bao lâu cũng được. Trí nữ nhếch miệng cười cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Đi chơi đi. Trí nữ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Nữ hài này, thật sự không đơn giản. Hậu Khanh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Mặc kệ những thứ này, tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ta cùng Thiên Long hoàn toàn dung hợp, có gì chứng gì hay không? Hẳn sẽ không. Hậu Khanh nói. Thiên Long thuộc về thủy thú, nó sẽ không chủ động hại người. Hơn nữa năm đó vị thiên đế kia, theo ta được biết, cũng không phải ác nhân gì. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng những thứ này. Bởi vì trong cơ thể ngươi có cái tháp này ở đây, coi như nó muốn hại ngươi, cũng hại không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ở trong Hồng Mông Tháp, sau khi cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Hiện ở trong thành này, hắn tự nhiên không cách nào an lòng tu luyện. Nhưng lúc này, Phù Tịnh cùng A-man trước đó rời đi đã quay về. Ma nhân không có động tĩnh, nhưng ta nghe ngóng một tin tức. Trước mặt A-man. Phù Tịnh trầm giọng nói, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái gì? A-man hỏi. Phù Tịnh trầm giọng nói. Đệ đệ của lão đại ma nhân tộc chết rồi. Nghe vậy, A-man cùng Tần Xuyên đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Phù Tịnh lại nói. Man tỷ hẳn cũng biết, tên kia rất bao che, lần này chết lại là đệ đệ của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ phải sớm phòng bị cho thỏa đáng. Miễn đến lúc đó bị bọn hắn đánh trở tay không kịp. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Từ hiện tại, các ngươi không nên tùy tiện ra khỏi thành. Phù Tịnh nhún vai. Man tỷ, thứ cho ta nói thẳng, thiên cư thành chúng ta không cần phải sợ đám ăn thịt người kia, cùng lắm thì cùng bọn họ cứ duy trì như vậy là được. A-man khẽ lắc đầu. Đừng quên còn có ác lang đoàn, đám gia hỏa này bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng một khi có tiện nghi, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta cùng ma nhân quật đánh nhau, đến cuối cùng nhất, tiện nghi đúng là những gia hỏa này. Điều này cũng đúng. Phù Tịnh nói. Mà thôi, hết thảy nghe man tỷ ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì làm như thế đó. A-man khẽ gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp. A-man nói. Tự giới thiệu một chút, để mọi người quen biết. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Dương Diệp, nhân tộc. Trong chàng, mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp,
sau đó liền thu hồi ánh mắt. Chớ để ý. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói. Ở chỗ này, muốn được người khác công nhận, nhất định phải có chút bản lãnh. Tuy ngươi được lão đại cho phép, có thể gia nhập Thiên Cư Thành, nhưng muốn lấy được công nhận của mọi người, còn phải xem thực lực của ngươi. Không chỉ ở nơi đây, chúng ta ở bên ngoài cũng như vậy, có thực lực mới có thể đạt được người khác tán thành, không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Minh bạch. Lúc này A-man đột nhiên nói. Dựa theo quy củ, đêm nay người phải gác đêm, một người thủ một bên, không có vấn đề chứ. Gác đêm. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên nói khẽ. Cái này là chứng minh. Không chỉ ngươi, bất kỳ một cái nào vừa gia nhập Thiên Cư Thành, đều sẽ làm như thế. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có vấn đề. A-man khẽ gật đầu. Qua tối nay, nếu như ngươi không chết, coi như là người của Thiên Cư Thành ta. Còn chuyện ma nhân quật, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong, A-man quay người về tới vị trí của mình. Trong tràng rất nhiều người nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng nhao nhao về vị trí của mình. Man tỷ, còn muốn ta đi theo dõi ma nhân quật không? Lúc này Vu Tịnh đột nhiên hỏi. A-man khẽ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía hắc y nhân cụt tay. Cuồng đao, người đi, nếu như bọn hắn có động tính, giết mấy người trở về. Nếu như không có thì thôi. Mặc dù cuồng đao điếc, nhưng đối phương thông qua môi của A-man, đã minh bạch lời của A-man, khẽ gật đầu đứng dậy, sau một khắc, nơi xa thần sắc của Dương Diệp chẳng biết tại sao, lập tức ngưng trọng lên. Cuồng đao người vẫn ở chỗ cũ. Nhưng này căn bản không phải bản thể. Bản thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, sở dĩ nơi đây còn có cuồng đao, đó là bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh đến người sau khi biến mất, tàn ảnh còn ngừng ở tại chỗ. Thật mạnh! Gia hỏa này, lại trở nên mạnh mẽ. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên thì thầm một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh đêm hàng lâm. Dương Diệp đi tới trên tường thành cửa chính, ba mặt khác, mỗi mặt đều có 5 người. Mà ở đây chỉ có Dương Diệp. Nhìn chân trời xa xôi, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đến đây đi. Đêm khuya, quanh mình yên tĩnh lại. Trên tường thành, hai tay Dương Diệp thả lỏng ở phía sau, nhìn chân trời, mặt không biểu tình. Trong thành, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Tần Xuyên, ngươi nói gia hỏa mới tới này có thể kiên trì đến hừng đông không? Sau lưng Tần Xuyên, một giọng nói truyền đến. Tần Xuyên quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Vô Tịnh. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành, sau đó nói khẽ. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ta lo lắng cho tâm lý tố chất của hắn, nếu như hắn sợ hãi, không chống cự mà đào tẩu, vậy. Cái kia chính là một phế vật rồi. Vô Tịnh cười nói. Cửa ải này, không chỉ kiểm tra thực lực, còn có gan. Nếu như người này không có đảm lượng, lão đại sẽ không để Clo hắn ở lại Thiên Cư Thành chúng ta. Cuối cùng, không ngại đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Tần Xuyên khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành, lúc này Vô Tịnh đột nhiên nói. Tần Xuyên, đến đánh cuộc, có dám hay không? Đánh bạc gì? Tần Xuyên hỏi. Vô Tịnh cười hắc hắc. Đánh bạc người này đêm nay có thể kiên trì nổi hay không? Nếu như hắn có thể kiên trì nổi, ta cho ngươi 3 viên tiên tinh thạch, nếu như hắn không thể, ngươi cho ta 3 viên, như thế nào? Tần Xuyên có chút do dự. Thế nào, sợ? Vô Tịnh cười hắc hắc nói, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng. Tần Xuyên lạnh nhạt nói. Vô Tịnh, không cần khích tướng, ta đánh bạc với ngươi, bất quá không cá cược 3 viên, đánh bạc 5 viên, tất cả gia sản của ta, có dám hay không? Dáng tươi cười của Vô Tịnh dần dần biến mất. Ngươi có lòng tin như vậy? Tần Xuyên nói. Không phải có lòng tin, mà là nếu như muốn cược, vì sao không cá cược lớn một chút? Thua, liền thua triệt để một chút. Thắng, thì thắng lớn một chút. Khóe miệng Vô Tịnh hơi cuộn lên. Phụng bồi tới cùng. Đêm, càng ngày càng đen. Không biết trải qua bao lâu. Tiếu tiếu. Một âm thanh the thé sắc nhọn từ không trung truyền đến. Giờ khắc này, mọi người trên tường thành như gặp đại địch. Trên tường thành, sắc mặt Dương Diệp vô cùng bình tĩnh. Rốt cuộc, một rực long xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, rực long kia không có ra tay, mà cứ như vậy mắt nhìn xuống Dương Diệp,
ở trong mắt hắn, là khinh thường, mỉa mai. Nhìn cái gì? Dương Diệp đột nhiên gầm lên. Nghe vậy, Dực Long kia nổi giận. Sau một khắc, nó trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Nhưng lúc này, hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Thời điểm Dực Long đi vào đỉnh đầu hắn không sai biệt lắm ba trượng, chân phải Dương Diệp đạp mạnh mặt đất, cả người phóng lên trời, đụng về phía Dực Long. Hắn cũng không sử dụng kiếm, không phải nói khinh thường những Dực Long này, mà là hắn muốn thực chiến. Đơn giản mà nói, hắn muốn tìm chưa đủ của mình. Bành! Trên tường thành, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ở trong mắt tất cả mọi người, cả người Dương Diệp bị đụng trở về trên tường thành, nhưng lúc này, một cái móng vuốt của Dực Long chộp vào trên đầu của Dương Diệp. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng đầu của Dương Diệp bị một chảo này vồ nát, Dương Diệp trở tay bắt được móng vuốt của Dực Long, sau đó dùng lực khẽ kéo, đập một cái, động tác làm liền một mạch. Bành! Bất ngờ không đề phòng, Dực Long bị Dương Diệp trùng trùng điệp điệp đập ở trên tường thành kia cũng không biết do cái gì làm thành, vô cùng chắc chắn, bị đập như vậy, chẳng qua là run rẩy mà thôi. Nhìn thấy một màn này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này là thể tu. Bên cạnh Tần Xuyên, Vu Tịnh nói khẽ. Kiếm của hắn càng mạnh hơn nữa. Tần Xuyên nói. Thật sao? Vu Tịnh nhìn thoáng qua Dương Diệp trên tường thành, cười nói. Trên tường thành, ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp cùng Dực Long kịch chiến. Phương thức kịch chiến này, lại để cho tất cả mọi người trong tràng có chút khiếp sợ. Vật lộn. Dương Diệp đang cùng Dực Long vật lộn. Trên tường thành, một móng của Dực Long quào lên người Dương Diệp, trên người Dương Diệp lập tức xuất hiện một huyết ấn, nhưng một quyền của Dương Diệp oanh lên người Dực Long, chỗ nắm đấm đánh chúng cũng sẽ rạn nứt, tràn ra máu tươi. Cứ như vậy, trên tường thành, Dương Diệp cùng Dực Long ngươi chảo ta một cái, ta đánh ngươi một quyền, một người một rồng ở trên không trung dùng phương pháp trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất kịch chiến. Bất quá tình cảnh của Dương Diệp có chút không ổn. Đầu tiên, tốc độ của hắn không bằng Dực Long, mỗi lần đều là Dực Long công kích hắn trước, sau đó trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết máu, lúc này quần áo của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như ngâm qua huyết trì. Mà trái lại Dực Long kia, tuy trên người đều bị thương, nhưng đối phương tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng. Tuy như thế, nhưng khí thế của Dương Diệp không yếu hơn Dực Long chút nào, trái lại nhiều khi, hắn còn chủ động tiến công, mà không phải một mực bị động phòng thủ. Cứ như vậy, một người một rồng điên cuồng kịch chiến. Thời gian từng chút trôi qua, chân trời xuất hiện một điểm sáng. Trời gần sáng. Ở đỉnh đầu Dương Diệp, Dực Long đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó xoay người muốn bay đi. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay bắt được chân của Dực Long, sau đó mãnh liệt kéo một phát, sau đó đập mạnh. Bành! Dực Long bị đập vào trên thành tường. Dực Long rơi vào tường thành, Dương Diệp đột nhiên xông tới, sau đó một quyền đánh vào trên người Dực Long. Tuy một quyền này của hắn đánh trúng Dực Long, nhưng Dực Long cũng trở tay chảo một cái vào ngực hắn. Bành! Dương Diệp bị chảo một này đánh bay. Sau khi đập bay Dương Diệp, Dực Long cũng không có ngừng lại, mà bay về phía chân trời, nhưng ngay lúc này, một cánh tay đột nhiên bắt được móng vuốt của Dực Long, sau đó mãnh liệt kéo một phát, lại đập lên tường thành. Bành! Toàn bộ tường thành run lên kịch liệt. Dương Diệp lần nữa vọt về phía Dực Long. Lúc này Dực Long không có chủ động công kích Dương Diệp, mà muốn bay về phía chân trời, bởi vì trời càng ngày càng sáng rồi. Nhưng Dương Diệp lại như giỏi trong xương, mỗi khi Dực Long muốn bay đi, Dương Diệp sẽ xông lên cứng rắn kéo về. Bành bành bành. Trên tường thành, từng tiếng rên không ngừng vang lên. Ở trên tường thành, có lúc là Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng có lúc là Dực Long bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Dực Long kia đã hoàn toàn ở hạ phong, bởi vì nó vô tâm ham chiến, chỉ muốn chạy. Nhưng Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, kéo nó đánh không tha. Được rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thoáng qua, A-man xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng lúc này, quả đấm của Dương Diệp vừa vặn oanh ra. Bởi vì A-man xuất hiện quá mức đột ngột, tăng thêm Dương Diệp hiện tại ở vào một loại trạng thái hưng phấn cực độ, bởi vậy một quyền này của hắn căn bản không có cách thu hồi, cũng không nghĩ tới thu hồi. Đối mặt một quyền này, A-man mặt không biểu tình, sau đó tay phải thò ra, trực tiếp nắm quả đấm của Dương Diệp. Bị một quyền của Dương Diệp oanh lòng bàn tay, A-man tựa như một ngọn núi lớn, không nhúc nhích chút nào.
Lúc này, Dương Diệp thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn Dực Long kia, lúc này Dực Long đã biến mất ở chân trời. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nói. Vì cái gì? A-man quay người nhìn về phía không trung. Không thể giết. Không hiểu. Dương Diệp nói. A-man chỉ chân trời, từ trên tường thành nhìn, mơ hồ có thể chứng kiến một ít sơn mạch, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. A-man nói. Tại đó, có rất nhiều Dực Long, nhưng ngươi có biết vì sao mỗi lần bọn hắn tới, đều đến một chút như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Luyện. A-man quay người nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta lấy chúng nó rèn luyện, chúng cũng như vậy. Chúng có thể giết chúng ta. Dương Diệp nói. A-man khẽ gật đầu. Ta cũng không thoải mái điểm ấy, nhưng người phải hiểu được, người ta mạnh hơn chúng ta, người nhiều hơn chúng ta, đây cũng là nguyên nhân tại sao người ta tới tìm chúng ta, mà không phải chúng ta đi tìm người ta. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau gió lại nói. Người có thể dùng một đánh mười mấy Dực Long sao? Dương Diệp lắc đầu. A-man nói. Ta cũng không thể, nơi đây, cũng không ai có thể. Cho nên chúng ta phải khiêm tốn một chút. Nói xong, A-man cong ngón búng ra, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nhìn tiên tinh thạch trước mặt, Dương Diệp ngây cả người, lúc này Tần Xuyên cùng Vu Tịnh đi tới trước mặt Dương Diệp, Tần Xuyên nói khẽ. Thu đi. Dương Diệp chỉ tiên tinh thạch trước mặt. Cái đồ chơi này, có phải rất chân quý hay không? Chân quý. Vu Tịnh cười hắc hắc nói. Cái đồ chơi này, ở bên ngoài, ta nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng ở chỗ này, thứ này so với mạng còn chân quý. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên nói. Địa phương khác, ta không biết. Nhưng ở địa phương này, muốn đạt được tiên tinh thạch, chỉ có hai cách. Một là sát nhân đoạt bảo, hai là đi Đông Lân Sơn cách nơi này mấy trăm ngàn dặm. Chỗ đó có một linh mạch còn sót lại. Nhưng chỗ kia chúng ta căn bản không thể đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Tần Xuyên giải thích nói. Cho dù là lão đại đi, cũng rất nguy hiểm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A-man. Có một lần, khi lão đại trở về, toàn thân đều là tổn thương, đó là lần thứ nhất chúng ta nhìn thấy nàng bị thương. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Những tiên tinh thạch này, đều là lão đại phục vụ quên mình đi đổi lấy. Một bên, Vu Tịnh thấp giọng nói. Nếu như không phải lão đại, những cái gọi là thiên tài như chúng ta, kỳ thật đã sớm chết rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua A-man, sau đó lại nhìn tiên tinh thạch trong tay mình, giờ phút này, tâm tình hơi có chút phức tạp. Tiên tinh thạch, hắn kỳ thật cũng thiếu tiên tinh thạch. Bởi vì mỗi lần hắn chiến đấu, mỗi lần tu luyện, mỗi lần chữa thương, đều cần rất nhiều tiên tinh thạch. Tuy tiểu bạch có thể chế tạo, nhưng cũng cần phải có linh khí làm trụ cột, hơn nữa còn là linh khí cực kỳ tốt. Hiện tại, tiên tinh thạch của hắn chỉ có không sai biệt lắm chừng 100 khối. Nơi này không phải bên ngoài, nếu như sử dụng hết, muốn cho tiểu bạch tạo cũng tạo không ra. Ngay lúc này, ở trước mặt A-man đột nhiên xuất hiện một nam tử này đúng là Đao Cuồng. Ở sau lưng Cuồng Đao có một trưởng ấn sâu đậm. Hắn xuất thủ. Lông mày A-man nhướng lên hỏi. Đao Cuồng nhẹ gật đầu. Để cho chúng ta giao người. A-man đột nhiên đứng lên. Bảo các huynh đệ chuẩn bị, liều với bọn hắn. Liều. Đao Cuồng không nói gì thêm, chẳng qua là khẽ gật đầu. Lúc này A-man đứng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tất cả mọi người tập hợp. Hiu hiu hiu. Từng tiếng xé gió không ngừng vang lên, rất nhanh. Một người lại một người xuất hiện ở bên cạnh A-man. Trong ít người này, nữ có nam có, khoảng chừng hơn 60 vị. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người A-man, A-man đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Đến rồi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đám mây màu đen, đám mây màu đen kia càng ngày càng gần, rất nhanh, đám mây màu đen đi tới trên không thiên cư thành. Đám mây màu đen tản đi, hơn 50 ma nhất xuất hiện ở trên không thành tường. Những ma nhân này, mỗi cái hình thể cao lớn, không chỉ hình thể cao lớn, khí tức còn cực kỳ hùng hậu, đặc biệt là ma nhân cầm đầu kia. Ma nhân cầm đầu mặc một bộ trường bào màu đen, hắn cùng với ma nhân khác có chút không giống, bởi vì ở đỉnh đầu của hắn có hai cây hắc giác thật dài.
Hắc giác ma nhân mắt nhìn xuống đám người A-man, cuối cùng hắn chỉ Dương Diệp. A-man, mạng người này, ta muốn. Vì mình mà đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua ma nhân kia, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Cách đó không xa, thân hình A-man run lên, đi tới không trung, nàng nhìn hắc giác ma nhân kia. Hắc ma, người này, bây giờ là người của ta. Hắc ma nhìn A-man. Xem ra ngươi là muốn khai chiến. Cổ tay A-man khẽ động, một thanh lang nha bổng khổng lồ xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhìn hắc ma. Khai chiến thì khai chiến. Hắc ma khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi. Nói xong, thân hình run lên, bay thẳng đến A-man. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Dương Diệp cũng không cách nào thấy rõ, hắn chỉ có thể nhìn được một quỹ tích mơ hồ. Tốc độ thật nhanh. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, trước mắt tốc độ của hắc ma này, nhanh hơn hắn rất nhiều. Hắc ma. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên đột nhiên nói. Người này rất mạnh, lão đại cùng hắn giao thủ nhiều lần, không có chiếm được qua tiện nghi. Dương Diệp nói. Là ta liên lụy nàng. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người có biết, vì sao chúng ta có thể ở đây sinh tồn hay không? Không đợi Dương Diệp nói chuyện, Tần Xuyên lại nói. Bởi vì đoàn kết, chúng ta có thể ở địa phương quỷ quái này sống sót, là bởi vì chúng ta đoàn kết. Ở chỗ này, mọi người có nạn cùng chịu. Không chỉ ngươi, coi như những người khác gặp phải phiền toái, chúng ta cũng sẽ không buông tha, bởi vì buông tha hắn, ngày sau chúng ta cũng có thể sẽ bị buông tha. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, A-man cùng hắc ma đã về tới vị trí cũ. Hai người cách xa trăm trượng. Hai tay hắc ma thả lỏng phía sau, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp phía dưới, sau đó nhìn về phía A-man. A-man, thật vì một người mà chết nhiều người hơn. A-man dương lên lang nha bổng trong tay, sau đó nhìn xuống đám người Tần Xuyên. Có nắm chắc một mệnh đổi một mạng của ma nhân hay không? Có. Phía dưới, mọi người cùng kêu lên, tiếng như sấm vang, xông thẳng lên trời. A-man quay đầu nhìn về phía hắc ma. Thiên cư thành ta, chưa bao giờ kinh sợ, hắc ma, người muốn lưỡng bại câu thương, thiên cư thành chúng ta chơi với ngươi. Lão nương không sợ chết, những huynh đệ này cũng không có một cái nào sợ chết. Cuối cùng, lão nương tặng ngươi một câu, thích thì chiến. A-man nói xong, mọi người phía dưới thân hình run lên, toàn bộ đi tới sau lưng A-man. Hai bên giằng co, bầu không khí trong tràng lập tức khẩn trương lên. Hắc ma gắt gao nhìn A-man, ánh mắt kia dần dần băng lạnh xuống, hắn muốn ra tay, đúng lúc này, hắn cùng A-man đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời xa xôi, có một con hắc lang hình thể khổng lồ, ở trên lưng hắc lang kia ngồi một nam tử. Nhìn thấy hắc ma cùng A-man, nam tử kia nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng của hắn là màu đỏ. Dáng tươi cười có chút âm trầm. Sau khi nam tử cười, liền xoay người rời đi. Trên không thiên cư thành, hắc ma cùng A-man đều trầm mặc. Ác lang đoàn. Ở khu vực này, có ba đại thế lực, theo thứ tự là ma nhân quật, thiên cư thành, ác lang đoàn. Thế lực nào mạnh nhất, khó mà nói, nhưng ác lang đoàn này, cả ma nhân quật cùng thiên cư thành đều kiêng kỵ. Bởi vì ác lang đoàn không có trụ sở cố định, bọn hắn bốn phía chạy loạn, thậm chí có lúc còn tiến vào núi lớn. Tới vô ảnh, đi vô tung. Bất kể là ma nhân quật hay thiên cư thành, đều thật lâu không có tin tức của ác lang đoàn. Mà bây giờ, ác lang đoàn lại xuất hiện. Một khi những người này xuất hiện, thì đồng nghĩa với bọn hắn muốn làm sự tình gì đó. Trầm mặc hồi lâu, hắc ma đột nhiên nhìn xuống Dương Diệp, sau đó nói. Để cho hắn cùng một người của ma nhân quật ta đơn đấu, ma nhân quật ta thắng, hắn chết, ma nhân quật ta thua, việc này tạm thời thôi. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. A-man đang muốn nói, ngay lúc này, Dương Diệp phía dưới đột nhiên nói. Có thể. A-man nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp cười nói. Quân ẩu, chúng ta không sợ, đơn đấu, càng không thể sợ, không phải sao? Nghe được lời của Dương Diệp, rất nhiều người lập tức nhìn hắn, ánh mắt biến thành thiện ý. Lần này Dương Diệp chủ động đứng ra, làm cho bọn hắn biết, nam tử trước mắt này, xem như một nam nhân. Có dũng khí. Không chung, A-man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Có gan. Nói xong,
nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Ma. Không phải là ngươi tự mình ra tay chứ? Hắn còn chưa xứng. Hắc Ma lạnh nhạt nói. Lúc này, một ma nhân cầm búa lớn đứng ra, ánh mắt kia trực tiếp rơi vào trên người Dương Diệp. Đến, ra dạy ngươi làm người. Minh cảnh tam đoạn. A Man cau mày. Hắc Ma lạnh nhạt nói. Các ngươi không phải có gan sao? Như thế nào, hiện tại sợ rồi hả? Tam đoạn liền tam đoạn. Lúc này, Dương Diệp đi tới không trung, hắn nhìn về phía A Man. Giao cho ta đi. A Man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Được. Nói xong, nàng cùng mọi người thối lui ra mấy ngàn trượng. Hắc Ma cùng mọi người cũng lui ra mấy ngàn trượng, trong chàng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng ma nhân cầm búa. Ma nhân cầm búa cũng không nói nhảm, rung cổ tay, cây búa trong tay bay thẳng đến Dương Diệp. Những nơi đi qua, không gian bị búa to đập vỡ ra. Một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở trên không thiên cư thành. Xa xa, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, sau một khắc, ở hai tay của hắn, riêng phần mình xuất hiện một long chảo hư ảo màu trắng. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay Dương Diệp hợp lại. Bành! Hai tay Dương Diệp nắm lấy cây búa to kia. Bất quá bản thân Dương Diệp cũng bị cỗ lực lượng này chấn lui về sau trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng lại. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên long chảo của Dương Diệp. Lúc này, tay phải Dương Diệp cầm búa to, sau đó hắn mãnh liệt ném về phía ma nhân. Chíu, u, tiếng xé gió vang lên, cây búa mang theo lực lượng kinh khủng đập về phía ma nhân. Thần sắc ma nhân kia ngưng trọng lên, nhưng hắn không có lùi bước, cũng không có trốn tránh, mà giống như Dương Diệp hai tay tìm tòi về phía trước, sau đó cầm cán búa. Bành! Ma nhân bị chấn đến hơn ngàn trượng. Vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó chảo một cái về phía ma nhân. Ma nhân kia rất nhanh tháo xuống lực lượng trong búa lớn, sau đó hai tay nắm búa lớn quay một vòng. Bành! Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, liền mãnh liệt tách ra, lúc này đây, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà ma nhân kia cũng bị chấn ra ngoài. Lực lượng! Dương Diệp cùng ma nhân, đọ sức đúng là lực lượng, hai người đều không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không dùng bất luận chiêu thức hoặc huyền kỹ gì, chỉ đơn thuần so đấu tốc độ cùng lực lượng. Loại chiến đấu này, từng cú đấm thấu thịt. Vừa tách ra Dương Diệp liền vọt về phía ma nhân, nhưng lúc này, ma nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó hai tay nắm búa lớn hung ác bổ về phía Dương Diệp. Cái bổ này, dường như ngay cả trời cũng muốn chém nát, vô cùng kinh khủng. Dương Diệp cũng không có trốn tránh, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh tới. Một quyền này, không chỉ có lực lượng của hắn, còn có lực lượng của Thiên Long. Quyền ra, không gian chung quanh bị lực lượng trong đó tiết ra đánh rách tả tơi. Không chung. Cả hai vừa mới tiếp xúc, một cỗ sóng khí cường đại từ chỗ hai người giao nhau quét sạch ra, những nơi sóng khí đi qua, không gian hóa thành hư vô, một không gian hắc động thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Không chỉ như thế, không gian hắc động kia còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. A-man đột nhiên nói. Linh. Nói xong, sau lưng A-man, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt đi ra, nam tử này đúng là nam tử linh tộc kia. Nam tử tên là Linh hai tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong chốc lát, Dương Diệp cùng ma nhân chế tạo ra không gian hắc động lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, cổ sóng khí cường đại kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Gia cố không gian, đừng cho không gian vỡ vụn. A-man nói. Linh khẽ gật đầu, sau đó hai tay nhẹ nhàng vũ động, rất nhanh, không gian chung quanh dần dần xảy ra biến hóa nào đó. Xa xa, chiến đấu vẫn tiếp tục. Thời gian dần trôi qua, ma nhân kia ở hạ phong. Sở dĩ ở hạ phong, cũng không phải lực lượng của hắn không bằng Dương Diệp, mà là tốc độ Dương Diệp khôi phục quá nghịch thiên. Hai người giao thủ đến nay, riêng phần mình đều có thụ thương. Nhưng Dương Diệp bị thương, rất nhanh sẽ khôi phục, mà ma nhân kia bị thương thì càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, ma nhân kia tự nhiên sẽ bị Dương Diệp áp chế. Sau nửa canh giờ, ma nhân đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà Dương Diệp còn sinh long hoạt hổ. Được rồi. Ngay lúc này, Hắc Ma đột nhiên nói. Việc này, tạm thời thôi. Sổ sách này, ngày sau chúng ta sẽ tính, ngươi. O, N, G. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên,
chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Tất cả mọi người bất ngờ, kể cả hắc ma. Xa xa, ma nhân cầm búa thân thể cương cứng. Ma nhân kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi không phải là thể tu, ngươi là kiếm tu. Nói xong, xùy, đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía hắc ma, hối tiếc nói. Ai, sao ngươi không nói sớm chứ? Ngươi nói sớm, ta sẽ không ra kiếm, ta không xuất kiếm, hắn sẽ không phải chết, ai, lại một cái mạng chết ở trên tay ta, trong lòng ta hổ thẹn. Mọi người. Trong lòng hổ thẹn. Trong tràng, thần sắc đám người Tần Xuyên có chút cổ quái. Bởi vì vẻ mặt này của Dương Diệp, như thế nào cũng không giống như trong lòng hổ thẹn a. Chân trời, hắc ma gắt gao nhìn Dương Diệp, qua hồi lâu, đột nhiên hắn mỉm cười. Không nghĩ tới, còn là một kiếm tu, tốt, rất tốt. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua đám người A-man. Việc này, ma nhân của ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn cùng một đám ma nhân ở sau lưng quay người biến mất ở chân trời. Lúc này, A-man đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đồng thời cũng là thể tu. A-man lại hỏi. Dương Diệp lần nữa nhẹ gật đầu. Cái nào là phụ trợ? A-man hỏi lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man, sau đó nói. Làm sao vậy? A-man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Nếu như thân thể là chủ, kiếm là phụ, ta cần phải nói cho ngươi biết, nhục thể của ngươi có chút vấn đề. Nếu như kiếm là chủ, thân thể là phụ, vậy thì không có vấn đề gì. Dương Diệp nói. Ta kiếm là chủ, thân thể là phụ, nhưng ta muốn biết thân thể ta ở đâu có vấn đề. A-man đột nhiên vươn tay chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Ca sát. Trước ngực Dương Diệp trực tiếp rạn nứt, máu tươi tràn ra. Cái này. Dương Diệp ngây người. A-man nói. Nếu như ta không đoán sai, nhục thể của ngươi, nhiều khi đều là lợi dụng ngoại vật cưỡng ép tăng lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. A-man nói. Cái này có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn có lực lượng thân thể cùng thân thể phòng ngự cường đại, nhưng ngươi có biết tai hại trong này hay không? Dương Diệp lắc đầu, về phương diện thân thể này, hắn đều là tự mình cân nhắc. A-man cũng không trả lời, mà quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Các ngươi đều tới đây. Đám người Tần Xuyên nhao nhao đi tới bên cạnh Dương Diệp cùng A-man. A-man nhìn lướt qua mọi người, sau đó nghiêm mặt nói. Con đường tu luyện, không có đường tắt, cho dù có đường tắt, cũng không nên tùy tiện đi, bởi vì thành quả để cho các ngươi được không bằng mất. Cá nhân ta xem ra, chuyện đáng sợ nhất không phải một quyền nổ nát một tảng đá, mà là nước chảy đá mòn. Vì cái gì? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. A-man nói. Quá trình. Nói đến đây, A-man lướt nhìn mọi người. Trong các ngươi, đại đa số người, đều quá chú trọng kết quả, mà không để ý đến quá trình. Thật tình không biết, con đường tu luyện, quan trọng nhất chính là quá trình. Quá trình. Phu Tịnh đột nhiên nói. Lão đại, có thể nói đơn giản một chút hay không? A-man nói. Các ngươi nên biết, ta bây giờ là thính đạo cảnh, nhưng các ngươi có biết, nếu như ta nguyện ý, kỳ thật ta sớm đã có thể đạt tới chi đạo cảnh, thậm chí còn cao hơn nữa. Mọi người. A-man nói. Sở dĩ ta không chủ động trùng kích cảnh giới. Có rất nhiều nguyên nhân, một cái trong đó, chính là quá trình, ta không muốn kết quả, mà là muốn quá trình, cái quá trình tu luyện này, có thể để cho ta lĩnh ngộ cùng cảm nhận được rất nhiều thứ. Dần dần tiến lên, lúc này Đao Cuồng đột nhiên nói một câu. A-man nhìn thoáng qua Đao Cuồng, khẽ gật đầu. Tổng kết một câu, chính là dần dần tiến lên, hoặc là nước chảy thành sông. Ví dụ như, một cái ly, nước chỉ có nửa chén, có người vì để cho nó tràn ra. Đầu tiên nghĩ không phải đi tìm nước, mà là những phương pháp khác, ví dụ như thả một hòn đá vào, hoặc là cái gì khác, như vậy, tuy nước cũng tràn ra, nhưng đây đều là hư giả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhục thể của ngươi chính là loại này, nhìn như cường hãn, nhưng kỳ thực rất yếu. Bởi vì ngươi là lợi dụng ngoại vật đến để thăng nhục thể của mình. Dương Diệp trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Thụ giáo. Về phần kiếm đạo của ngươi, A-man nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn về phía A-man. A-man khẽ lắc đầu.
ta không biết kiếm đạo, không cách nào giúp ngươi cái gì. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ, chẳng qua là, hiện tại thân thể của ta còn có phương pháp cải biến hay không? A-man khẽ gật đầu. Thân thể ngươi căn cơ không tệ, nếu như muốn tăng lên và củng cố trụ cột, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Ăn đòn. A-man nhìn Dương Diệp. Ăn đòn. Dương Diệp nao nao, lập tức nói. Có ý tử gì? A-man nói. Biết rèn sắt không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. A-man nói. Bây giờ thân thể của ngươi, giống như một thanh kiếm phôi, còn chưa thành hình, hơn nữa tạp chất rất nhiều. Cho nên, cần đánh. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Bất quá rất thống khổ. Nghe được lời của A-man, một bên, đám người Tần Xuyên cười hắc hắc. Ăn đòn, có rất ít người làm thể tu, bởi vì con đường này quá thống khổ, hơn nữa càng ngày càng thống khổ. Không chỉ như thế, bình thường thực lực của thể tu còn rất kém cỏi, đặc biệt là loại thể tu gà mờ, ngoại trừ làm đống cát, thì không có tác dụng khác rồi. Đương nhiên, loại thể tu chân chính, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Gạch chéo ngược. A-man nói. Chính ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, người chung quanh cũng tản ra. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiền bối, nàng nói có đúng không? Dương Diệp hỏi. Rất đúng. Hậu Khanh trầm giọng nói. Tiểu tử, A-man kia thật không đơn giản. Lý luận của nàng, ta từng ở chỗ Vu Tổ nghe qua, bất quá khi đó ta không có quá để ý. Hơn nữa, man tộc ở phương diện tu luyện nhục thân, không hề thua yêu tộc hoặc ma tộc, cho nên dựa theo nàng nói, bị đánh đi. Bị đánh. Dương Diệp cười khổ, tuy thân thể hắn cường hãn, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh a. Hơn nữa, coi như bị đánh, cũng phải tìm loại lực lượng thân thể cường hãn. Ví dụ như A-man. Mà đối phương, lực lượng giống như quá lớn. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch còn có đám người Bảo Nhi chơi đùa một chút, Dương Diệp về tới sự thật. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Ngoại trừ người gác đêm, người chung quanh đều ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Đối với mọi người mà nói, nghỉ ngơi cũng là sự tình vô cùng trọng yếu. Bất quá mọi người nghỉ ngơi không giống người bình thường là ngủ, mà là điều tức, để cho trạng thái của mình bảo trì hoàn mỹ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên ở không trung xuất hiện một điểm đen, chỉ nháy mắt, mấy con rực long xuất hiện ở trên tường thành. Rực long. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Đột nhiên hắn tung người nhảy vọt, đi tới trên tường thành. Trên tường thành, năm nam tử nhìn hắn, Dương Diệp nói. Để cho ta thủ đi, ta muốn luyện nhiều một chút. Năm người liếc mắt, một nam tử trong đó cười nói. Cam tâm tình nguyện. Nói xong, hắn cùng bốn người khác bay xuống dưới tường thành. Trên tường thành, chỉ còn lại có Dương Diệp. Nhìn rực long bay tới, Dương Diệp hít sâu một hơi, chân phải đạp mạnh. Cả người vọt về phía rực long. Trước đó lần thứ nhất cùng rực long giao thủ, để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Hiện tại, hắn vừa đột phá minh cảnh, tự nhiên không cách nào trùng kích cảnh giới, tuy cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng cái khác vẫn có thể tăng, ví dụ như thân thể, tốc độ. Mà muốn tăng lên thân thể, tốc độ, biện pháp nhanh nhất chính là chiến đấu. Những rực long này vừa dễ dàng bồi luyện. Phía dưới, A-man ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành, nhìn một hồi, nàng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Chiến đấu. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều chủ động gác đêm. Mới đầu có người chung quanh tận lực hỗ trợ, trên tường thành của hắn chỉ có một rực long. Nhưng bây giờ, ở dưới A-man ra hiệu, trên tường thành Dương Diệp nhiều hơn một rực long. Hai rực long. Thời điểm đối mặt hai rực long lúc. Dương Diệp bị ăn hiếp rồi. Nhiều lần càng thiếu chút nữa bị rực long đánh chết. Hắn biết, chỉ dựa vào thân thể là chịu không được hai rực long. Mà khi hắn muốn dùng kiếm, một bên truyền đến thanh âm lạnh lùng của A-man. Không cho phép sử dụng kiếm. Không cho phép sử dụng kiếm. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khổ xuống. Ta nhịn không được. Nếu như có thể dùng kim thân pháp tướng, hắn cũng còn có thể đánh một trận. Nhưng kim thân pháp tướng này A-man cũng không để cho hắn dùng. Bởi vậy, cho tới bây giờ, trên dưới toàn thân hắn, đã trải rộng tổn thương, không chỉ trên người,
trên mặt hắn cũng có mấy vết máu thật sâu. Nhịn không được. Ngay lúc này, Aman đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó, tay phải nàng vung lên, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay hai rực long ra ngoài, nhưng sau một khắc, hai rực long kia lại đáp xuống, đánh về phía nàng cùng Dương Diệp. Aman nhìn Dương Diệp, nhìn cho thật kỹ, cổ lực, người tới làm mẫu cho hắn nhìn. Phía dưới, một nam tử hình thể khôi ngô đột nhiên tung người nhảy vọt, đi tới trên tường thành. Aman thì mang theo Dương Diệp đi tới dưới tường thành. Aman ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Nhìn cho thật kỹ. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường thành, hai rực long đã tới trước mặt nam tử tên cổ lực. Nhưng lúc này, cổ lực đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếp đó cả người bay thẳng đến hai rực long. Cứng đối cứng. Cổ lực lấy một chọi hai, nhưng hắn không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có xu thế áp chế hai rực long kia. Hắn gọi cổ lực, cũng đến từ nhân tộc, là một vị thể tu. Bên cạnh Dương Diệp, Aman đột nhiên nói. Giống như ngươi, cũng là minh cảnh nhất đoạn, hắn có thể làm được, vì cái gì ngươi làm không được. Dương Diệp trầm mặc. Aman quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là kiếm tu, ngươi sử dụng kiếm, có thể ngăn cản hai rực long, nhưng ngươi còn lựa chọn thể tu. Nếu như lựa chọn, vậy làm nó đến tốt nhất, bằng không thì trở về luyện kiếm của ngươi đi, đừng nghĩ cái này, còn nghĩ cái kia, bằng không thì đến cuối cùng, ngươi cái gì cũng là gà mờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cổ lực đã áp chế hai rực long. Hắn làm sao làm được? Aman nói. Từ khi vừa tới nơi này, trong thời gian một tháng, hắn mỗi ngày chỉ ít có ba lượt kề cận cái chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chết, nhân loại sợ nhất chính là tử vong. Nhưng ở rất nhiều thời điểm, một người đối mặt cái chết, hắn sẽ bộc phát ra tiềm lực vô cùng vô tận. Vừa rồi ngươi ở biên giới phải chết, sau đó, người đầu tiên nghĩ tới là dùng kiếm. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi kiếm cũng không cản được hai rực long kia, ngươi nên làm như thế nào? Vấn đề này Dương Diệp cũng đang tự hỏi. Kiếm không ngăn được rực long. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngăn trở. Đời này của hắn, mặc dù phiền toái không ngừng, nhưng chân chính ngăn trở, thật rất ít. Phiền toái cùng ngăn trở là không phải một. Lúc này Aman đột nhiên nói. Ngươi có thể ở cái tuổi này đạt tới minh cảnh, hơn nữa có chiến lực mạnh như thế, nghĩ đến ngươi đã từng nếm qua rất nhiều khổ. Nhưng, nói đến đây, nàng chỉ một số người trong sân. Ngươi có biết, nơi đây, đều là siêu cấp thiên tài tới từ các tộc. Ta cũng không phải muốn dạy ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, tới đây, ngươi tốt nhất phải có tâm lý chuẩn bị thống khổ, và chuẩn bị chết. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành. Để cho ta đến đi. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cổ lực. Có thể ra rồi. Nghe được lời của Aman, hai đấm của cổ lực mãnh liệt oanh ra, hai rực long bị hắn đấm liên tục lùi lại. Tạm thời tránh mũi nhọn. Quyền uy của cổ lực kia, làm cho hai rực long không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ lực lui ra tới bên cạnh Aman, hắn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Thân hình Dương Diệp run lên, đi thẳng tới trên thành tường. Lúc này, hai rực long lao xuống. Phía dưới, Aman cùng một số người nhìn xem. Trên tường thành, Dương Diệp cùng hai rực long lần nữa kịch chiến. Bất quá dưới tình huống không dùng kiếm, hắn bị hai rực long áp chế. Cũng may, hắn có hồng mông tử khí chữa trị thân thể, điều này làm cho hắn có thể miễn cưỡng đối kháng. Mà lúc này, phía dưới Aman đột nhiên quát. Không cho phép trị liệu thân thể. Trên tường thành, sắc mặt Dương Diệp lập tức khổ xuống. Hắn không hỏi vì cái gì, mà là đè ép hồng mông tử khí trong cơ thể. Dưới tường thành. Rất nguy hiểm. Bên cạnh Aman, cổ lực đột nhiên nói. Aman nhìn Dương Diệp. Ngươi không có cảm giác được sao? Hắn rất tự tin. Cổ lực nhìn về phía Aman, khó hiểu. Aman nói. Trên người gia hỏa này, mang theo một cỗ tự tin thiên nhiên. Tự tin, là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng không biết, tự tin, rất có thể sẽ hại chết hắn. Giống như ta lúc trước, lúc đi vào, cảm giác mình có năng lực đối mặt bất cứ uy hiếp gì. Nhưng sự thật nói cho ta biết, ta không có năng lực như thế. Mà khi ta hiểu đạo lý này, thiếu chút nữa bỏ ra mạng sống. Nói đến đây,
nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành khổ chiến. Còn nữa, người này là một hạt giống tốt, nếu như gặp nhau ở chỗ này, có thể giúp, tự nhiên phải giúp đỡ một chút. Lão đại, người đi vào Hắc Ngục Sơn Mạch rồi đúng không? Cổ Lực đột nhiên hỏi. Nghe được lời của Cổ Lực, rất nhiều người lỗ tai lập tức dựng lên. Hắc Ngục Sơn Mạch. Chỗ này, bọn hắn phần lớn đều chỉ nghe qua, mà không có chính thức đi vào. Chỗ này, với bọn hắn mà nói, chính là một cấm kỵ. A-man nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Linh của Linh tộc. Linh, người cũng đi vào, nói với bọn hắn đi. Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Nguy hiểm bao nhiêu? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. Linh lắc đầu, không có nói chuyện. Mọi người lại nhìn về phía A-man. A-man ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, bên kia chính là Hắc Ngục Sơn Mạch. Qua hồi lâu, nàng nói. Nơi đó nguy hiểm chia rất nhiều loại, đầu tiên là yêu vật năm đó còn sống sót, tiếp theo là độc chướng, lại tới là một ít thực nhân tộc. Càng sâu, nguy hiểm càng nhiều, ta tiến vào không đến ngàn dặm, gặp được một yêu vật hình thù kỳ lạ, ta liền không có biện pháp tiếp tục đi tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Các ngươi đều cố gắng một chút đi, chúng ta cũng không thể cả đời co đầu rút cổ ở địa phương quỷ quái này. Mọi người nhao nhao gật đầu, với bọn hắn mà nói, Hắc Ngục Sơn Mạch thần bí, nguy hiểm, nhưng cũng tò mò. Trên tường thành, Dương Diệp vẫn khổ chiến. Giờ phút này, hắn đã bị hai Dực Long làm cho mình đầy thương tích, chân chính mình đầy thương tích. Bởi vì lúc này đây, không có Hồng Mông tử khí chữa trị, không có tử khí chữa trị, nhục thể của hắn giống như người bình thường. Bất quá trên người hai Dực Long cũng khắp nơi là tổn thương. Thảm. Bất kể là Dương Diệp hay hai Dực Long, đều cực kỳ thảm. Tuy rất thảm, nhưng giờ phút này Dương Diệp vẫn không dùng kiếm, cũng không dùng Hồng Mông tử khí. Người khác có thể làm được, Dương Diệp hắn cũng có thể làm được. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Khi ngân bạch sắc xuất hiện, hai Dực Long cùng Dương Diệp kịch chiến biến mất ở chân trời. Hai Dực Long vừa mới đi, Dương Diệp trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên tường thành. Sức cùng lực tận. Chân chính sức cùng lực tận, loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không có trải qua. Lúc này, A-man xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía A-man, cười khổ nói. Mỏi mệt. A-man khẽ gật đầu. Mỏi mệt là được rồi. Biết rõ lúc trước vì sao ta không để cho ngươi trị liệu thân thể không? Dương Diệp lắc đầu. A-man nói. Lúc kia, là thời điểm thân thể ngươi mệt mỏi nhất, nhưng cũng là thời điểm lột xác tốt nhất. Nếu như người dùng huyền khí trị liệu, vậy ngươi liền vĩnh viễn không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng đá đá chân của Dương Diệp. Đứng lên đi. Dương Diệp cười khổ. Tuy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đứng lên. Lúc này A-man nói. Ở trong tất cả chủng tộc, ma tộc tu luyện nhục thân phương pháp tàn khốc nhất, bởi vì nhiều khi, bọn hắn cần phải chịu đựng thống khổ không thuộc về mình, loại đau khổ này, người khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt, nếu như trước đó người trị liệu thân thể, vậy vừa rồi ngươi khổ chiến, hiệu quả ít nhất sẽ giảm xuống 7 thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man, sau đó nói. Vì sao giúp ta như vậy? Giúp ngươi. A-man cười nhẹ. Nhớ kỹ, ở địa phương này, giúp người khác, chẳng khác nào là đang giúp mình. Đoàn kết, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể ly khai chỗ này, thậm chí là trở về. Dương Diệp cau mày. Các ngươi không có biện pháp trở về sao? Ngươi là tán tu. Lúc này A-man đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? A-man quan sát Dương Diệp một chút. Có chút khó được, một tán tu, đi đến trình độ bây giờ. Người có biết, chúng ta có người là bị buộc vào, cũng có người, là gia tộc đưa vào. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. A-man cười nói. Cường giả, thế lực phía sau chúng ta cần cường giả, mà chỗ này, có thể để người ta trở nên mạnh mẽ. Chỉ có người từ nơi này đi ra, mới có thể xưng là thiên tài chân chính. Mà người từ nơi này đi ra, không chỉ là thiên tài chân chính, cũng sẽ là siêu cấp cường giả trong tương lai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ở bên ngoài, Dương Diệp hắn cảm thấy, mình ở trong thế hệ trẻ tuổi,
coi như không vô địch, khẳng định cũng ít có địch thủ. Nhưng ở chỗ này, trong hơn 60 người, chân chính ngọa hổ tàng long. Mỗi một người đều không phải người đơn giản. Thiên tài. Những người chung quanh này, mới có tư cách được xưng là thiên tài. Lúc này A Man lại nói. Nếu bàn về đơn đấu, trong nhóm người các ngươi, ngoại trừ Đao Cuồng và Linh có thể cùng ta tỉ đấu một chút, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu như các ngươi liên thủ, không cần nhiều, dù chỉ cần 3-4 người liên thủ, thì có cơ hội kích giết ta rất lớn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Giống với ngươi, ta biết, ngươi khẳng định có át chủ bài, nhưng dù ngươi át chủ bài ra hết, nhưng ta dám cam đoan, nơi đây, chỉ cần 3 người trở lên liên thủ, tùy tiện 3 người, nhất định có thể đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Dương Diệp nhìn qua mọi người, sau đó nói. Tin. Từ vừa rồi cổ lực kia dùng sức một mình đối kháng hai Dực Long, là hắn biết, bọn người chung quanh kia, không có một cái nào là mặt hàng đơn giản. Bất quá cái này cũng bình thường. Những người này, đều là siêu cấp thiên tài của các tộc A. Những người này ở bên ngoài thì có thế lực cường đại bồi dưỡng, sau đó lại tiến đến chỗ này rèn luyện mình, nếu như những người này còn yếu mà nói, đây chẳng phải là quá ngu xuẩn. A Man lại nói, ngươi vừa đi vào nơi này, đối với rất nhiều chuyện ở nơi này đều không quá hiểu. Bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, không nên coi thường bất luận kẻ nào, bất kỳ sinh linh gì. Thứ hai, không nên tính toán, mưu trí, khôn ngoan, âm chiêu ở trong đoàn thể. Bởi vì như vậy, người sẽ chết nhanh hơn. Vừa nói, cổ tay nàng khẽ động, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Chữa khỏi tổn thương, nếu như muốn, ngày mai có thể tiếp tục luyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vì cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. A Man dừng bước lại, sau đó nói. Muốn sống ra ngoài, còn nữa, tín nhiệm. Người ở chỗ này, đều tín nhiệm ta, bọn hắn tín nhiệm ta. Ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Ngươi tín nhiệm qua người khác chưa? Hoặc là nói, được người khác tín nhiệm qua chưa? Tín nhiệm. Dương Diệp trầm mặc. A Man lại nói. Nếu như không có, vậy ngươi chẳng phải là rất đau xót. Nói xong, nàng quay người biến mất ở xa xa. Ngay lúc này, Tần Xuyên đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó cười nói. Ta là lần thứ nhất thấy Man tỷ dài dòng như vậy, ha ha. Xem ra tiểu tử ngươi khẳng định không tầm thường, nếu không nàng sẽ không dài dòng như vậy. Dương Diệp cười lắc đầu, không nói gì. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên cong ngón búng ra, một viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Cho thêm một viên, cũng đừng cự tuyệt, người bị thương nặng như vậy, hai viên tiên tinh thạch căn bản không đủ. Nói xong hắn cũng quay người rời đi. Nhìn tiên tinh thạch trước mặt, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chữa thương. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí trong cơ thể trị liệu thân thể. Ở dưới hồng mông tử khí trị liệu, tốc độ thân thể của hắn khôi phục không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Thời gian ngắn ngủi, thương thế trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, còn bị thương ngoài ra, với hắn mà nói không quan trọng. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều gác đêm, sau đó mỗi ngày đều tử chiến với những Dực Long kia. Không dùng kiếm. Không dùng hồng mông tử khí. Bởi vậy mỗi một lần, hắn đều mình đầy thương tích. Nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng. Mới đầu, hắn lấy một chọi hai vô cùng miễn cưỡng, chỉ có thể quyết chống đến hừng đông. Mà bây giờ, hắn đã có thể đối kháng hai Dực Long. Từ miễn cưỡng đến có thể, quá trình này, Dương Diệp đi vô cùng thống khổ. Bất quá có hiệu quả là tốt rồi, thời gian từng chút trôi qua, cứ như vậy, Dương Diệp vào Thiên Cư Thành đã một tháng. Một tháng này, hắn mỗi ngày đều gác đêm, nhưng lúc này, hắn không phải chống đỡ hai Dực Long gồ, mà là có thể dùng sức một mình áp chế hai Dực Long. Áp chế. Không sử dụng kiếm kỹ liền có thể áp chế hai Dực Long. Thân thể hắn biến hóa quá lớn. Bất quá Dương Diệp phát hiện một điểm, cái kia chính là, không chỉ hắn, tất cả mọi người trong Thiên Cư Thành đều đang tăng trưởng. Có người là lợi dụng Dực Long đến tăng thực lực lên. Khương có người thì không phải. Ví dụ như Đao Cuồng và Linh, những người này khi trời tối sẽ ra ngoài, sau đó hừng đông mới quay về. Mà khi trở về, trên người đều bị thương. Lại qua nửa tháng. Lúc này, hai Dực Long đã hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Diệp. Trừ lần đó ra, còn có một thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là hắn tăng đến minh cảnh nhị đoạn.
Đối với cái tăng lên này, Dương Diệp rất ngoài ý muốn. Bất ngờ, A-man đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nước chảy thành sông. A-man nói, thời điểm ngươi tử chiến với những Rực Long kia, rèn luyện không chỉ là nhục thể, còn có tinh thần và thần hồn, mà những thứ này, sau khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ giống như ngươi rót nước vào trong cốc, ngươi rót nhiều, nước đầy tự nhiên sẽ tràn ra. Thì ra là thế. Dương Diệp cười cười, cái tăng lên này, thật sự là để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá đây là chuyện tốt, rất tốt. Đêm nay ngươi không cần gác đêm. Lúc này A-man đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Khóe miệng A-man hơi cuộn lên. Mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Dương Diệp. Sau khi A-man rời đi, Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt hâm mộ. Ngươi cái tên này, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Tần Xuyên nói. Nhanh như vậy đã được đại tỷ mang ngươi ra ngoài, có thể không hâm mộ sao? Ra ngoài. Dương Diệp nói. Đi đâu chơi? Chơi. Tần Xuyên cười hắc hắc. Ngươi là suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên phát hiện, mỗi ngày lúc trời sắp tối, sẽ có mấy người ly khai, đúng hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết bọn hắn đi đâu không? Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Xuyên. Ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu hay không? Tần Xuyên cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói. Hắc Ngục Lâm, chỗ này, là biên giới Hắc Ngục Sơn Mạch. Những người kia đi chỗ đó, ngoại trừ tu luyện, còn có một điểm, chính là thu hoạch thú tinh. Thú tinh? Dương Diệp nhíu mày. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Đây chính là thứ tốt, cái đồ chơi này, một khối có thể bằng 10 viên tiên tinh thạch. Bất quá cực kỳ nguy hiểm, cho nên hơn 60 người chúng ta, cũng chỉ có mười mấy người có tư cách đi Hắc Ngục Lâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thế nhưng ngươi, nhanh như vậy liền có thể đi, cực kỳ khủng khiếp a. Hắc Ngục Lâm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ngục Sơn Mạch, từ vị trí này nhìn, chỉ có thể nhìn được hình dáng của Sơn Mạch. Vào đêm, Dương Diệp, Phù Tịnh, Cổ Lực, Mạc Kha, các ngươi đi với ta. Xa xa, truyền đến thanh âm của A-man. Bốn người Dương Diệp nhìn lại, A-man đã nhảy ra ngoài thành. Bốn người vội vàng đi theo ra ngoài. Ngoài thành, A-man liếc nhìn bốn người. Lúc này đây, chỉ bốn người các ngươi đi với ta. Phù Tịnh, Dương Diệp, Mạc Kha, ba người các ngươi là lần thứ nhất đi Hắc Ngục Lâm, ta giảng giải một chút. Thứ nhất, đừng kinh sợ, đến chỗ kia, người kinh sợ, là cái chết trước nhất. Thứ hai, thấy tốt thì lấy, ngàn vạn lần chớ tham. Thứ ba, thời điểm nên kinh sợ, nhất định phải kinh sợ, ngàn vạn lần chớ ngạnh kháng. Còn lúc nào không thể kinh sợ, lúc nào nên kinh sợ, chính các ngươi nắm chắc. Man tỷ, rất nguy hiểm sao? Mạc Kha hỏi. Nguy hiểm. A-man cười lạnh nói. Chỗ kia không phải nguy hiểm, mà là vô cùng nguy hiểm. Đến chỗ kia, ta sẽ không đoái hoài tới các ngươi, là chết hay sống, nhìn chính các ngươi. Nói xong, A-man quay người, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở trong đêm tối. Ba người Dương Diệp nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo. Hắc Ngục Lâm. Hắc Ngục Lâm lớn bao nhiêu, cho dù là A-man cũng không rõ ràng lắm. Nơi này cây cối cao lạ kỳ, mỗi một cây ít nhất cũng cao khoảng mấy chục trượng, có thể nói, một khi người tiến đến, sẽ giống như kiến cỏ. Vừa mới vào Hắc Ngục Lâm, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác âm trầm. Mặc dù là đêm tối, nhưng cái này không ảnh hưởng thị lực của bọn hắn, bất quá ở trong rừng này, bọn hắn nhìn không được bao xa. Phân ra đi. Lúc này A-man đột nhiên nói. Ba người Dương Diệp nhất thời nhìn về phía A-man, Phù Tịnh mím môi một cái, sau đó nói. Man tỷ, cái này. Thế nào, sợ. A-man nhìn về phía Phù Tịnh. Phù Tịnh vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói. Phù Tịnh ta làm sao sẽ sợ? Ta chẳng qua là cảm thấy, mọi người cùng một chỗ, có phải có thể chiếu ứng lẫn nhau hay không? A-man liếc nhìn ba người, sau đó nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tới tử giới, là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Gặp nguy hiểm, ta giải quyết cho các ngươi còn mạnh cái búa. Trước hừng đông, tập hợp ở nơi đây, nếu như không có ra, kiếp sau có cơ hội gặp lại.
Nói xong, A-man trực tiếp biến mất ở trong bóng đêm. Trong tràng, ba người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Vu Tịnh nhún vai. Hai vị, bảo trọng. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở xa xa. Mạc Kha nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cũng quay người biến mất trong bóng đêm. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía yên tĩnh im ắng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp bắt đầu đi tới. Trong rừng, một chút thanh âm cũng không có. Hai đấm Dương Diệp nắm thật chặt, thời khắc đề phòng. Đi vào chỗ này, để cho hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất chính là, muôn ngàn lần không thể có lòng khinh thị. Bởi vì như vậy, sẽ chết. Ước chừng một khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt dần dần híp lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn bắn đến. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Dực Long rất nhiều. Nếu như là Dương Diệp trước kia không cùng Dực Long kịch chiến qua, tốc độ của đối phương, hắn tuyệt đối không cách nào tránh né. Nhưng bây giờ, tuy tốc độ của đối phương cực nhanh, nhưng thật không có nhanh đến tình trạng để cho hắn không cách nào phản ứng. Thời điểm bóng đen đi vào trước mặt Dương Diệp, một long chảo màu trắng trực tiếp vỗ vào trên người bóng đen. Bành! Lực lượng cường đại làm cho hắc ảnh kia bắn ngược quay về, mà bản thân Dương Diệp cũng bị chấn liên tục lùi lại. Lúc này đây, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Tướng mạo có chút quỷ dị, mặt giống như mặt người, nhưng thân thể tựa như xà, lại có bốn chân. Này là cái đồ chơi gì? Dương Diệp cau mày. Ngay lúc này, quái vật kia đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay. Ngay lúc này, quái vật kia đột nhiên há miệng. Trong chốc lát, vô số đạo khí lưu màu đen từ trong đó bắn ra. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hai tay vội vàng huy động. Xuy 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 xuy. Những nơi khí lưu màu đen này đi qua, không gian đều bị ăn mòn. Mà hai tay Dương Diệp vung ra lực lượng cũng không có khả năng đánh nát tất cả khí lưu, ngược lại những khí lưu màu đen này còn ăn mòn lực lượng của hắn sạch sẽ. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, thân hình lóe lên, vội vàng lui về sau trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn hai tay của mình, giờ phút này, hai tay của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn. Dương Diệp vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị. Hai tay của hắn dần dần khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, một đạo hắc ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Đúng là con quái vật kia. Thoáng qua, một cái chảo màu đen bén nhọn bay thẳng đến lồng ngực của hắn. Bành! Dương Diệp bị vỗ tới hơn ngàn trượng, vừa dừng lại, con quái vật kia đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn nó, một chưởng vỗ về phía quái vật kia. Nhưng lúc này, trước mặt quái vật đột nhiên xuất hiện một khiên ánh sáng màu đen nhánh, bàn tay của Dương Diệp vừa mới tiếp xúc quang thuẫn, cả người hắn liền bị chấn bay ra ngoài. Lúc này hắc ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một cái chảo chụp về phía đầu của Dương Diệp. Trên chảo lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Dương Diệp biết, nếu như đầu mình bị một chảo này bắt được, đầu của hắn nhất định sẽ nở hoa. Tuy thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng tuyệt đối gánh không được chảo một này. Dương Diệp không dám khinh thường, hai đấm chậm rãi nắm chắc, muốn thi triển kim thân pháp tướng, đúng lúc này, quái vật kia đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, ở trong ánh mắt khó hiểu của Dương Diệp, nó trực tiếp quay người biến mất trong bóng đêm. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày, đột nhiên hắn biến sắc, mãnh liệt xoay người. Xùy, ngực Dương Diệp trực tiếp nứt ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.